Hello mấy chị. Chị hẹn 8 giờ mà, đâu trễ đâu. Chia sẻ like đi với chị yêu của em. Vậy tắt đi. Hãy vô ngọt luôn. Nghĩ sao mà đèn cày mà lọc không khí à? Tắt đi, nhớ con mũi đó. Nó ngược. Nó ngược không à? Mũi đâu? Bánh chín. Ủa sao kỳ ta? Ủa nha, mũi mình có mà. Hỏi Vinh đó. Ủa sao không chia sẻ được ta? Chưa thấy luôn nè, thấy không? Chưa thấy luôn. Chia sẻ like giùm em nha. Giờ sao mày? Vô chưa? Sao kệ ta, sao ghim được ta? Mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nha. Mấy chị chia sẻ like đi, em tặng son cho mấy chị nha. Tặng son không đồng nha. Có chia sẻ em tặng son không đồng. Sao kệ ta? Vẫn liên quan được ta. Tặng son không đồng cho mấy chị nha. Ủa bên Thắm biết dẫn link luôn Thắm? Dẫn đường link đó. Không biết hả? Sao nãy dẫn sao nó làm được ta? Con này không qua luôn á trời. Vô trang này đâu thấy đâu. Hồi nãy nó kêu dẫn link mà sao dẫn không được ta? Dẫn phải làm, nè, mình thử coi. Rồi đây, bên đó đang đang hoạt động không? Ừ. Bữa nay chị thấy mặt em hết kêu bằng chị rồi. Ừ. Rồi chị nào chia sẻ like đi rồi em lên đầm cho mấy chị nha. Rồi nhớ đem kem nha. Không có đem kem hả? Kem đánh răng. Hello chị Duy Nguyễn, kem đánh răng này là 50.000 một hai hộp nha.
kem đánh răng. Hello chị Châu. Chị Châu ơi, em chốt cái đầm cho chị nhé. Cái đầm của Long đang mặc là Long chốt cho khách mình là ừ đúng rồi. Rồi bắt đầu ghim ghim không? Ghim đi. Rồi dẫn link qua bên kia trang kia. Rồi dẫn link vô cái trang kia, vô trang kia trang sẻ. Ừ. Cái này mình đang lên trang bị mà. Rồi bây giờ thoát ra. Rồi vô Phan Tina. Thấy chưa? Chưa thấy luôn thấy không? Chưa thấy luôn nè. Nó thấy gì đâu. Nó nằm đứng đầu hay sao? Nãy nó cũng chia sẻ, nó kêu bấm gì đó. Đặng đẩy mà khách nó vô chứ không hồi khách đâu có đâu bán. Chị Châu cái này đẹp nè chị, cái này là có size số 0. Cái size số 0 nè, size số 2 nè. Cái size số 2, cái size số 3 nha. Đó. Hú hú, ừ đúng rồi. Đây nè, chị Châu ơi cái này lẹ nha chị, cái này đẹp dữ lắm luôn á chị. Cái này là hàng xịn nha. Cái này là hàng này là 500.000 cho mấy chị deal nha. Em chốt cho mấy chị 500 đi, cái này là 550, em chốt cho mấy chị 500 nha. Đó, cái này là ông chốt mấy chị 500. Cái này là size số 0. Size số 0, cái này là hàng hiệu nha mấy chị ơi. Cái này là hàng này tới 2 triệu mấy lần đó. 2 triệu mấy một cái luôn nha mấy chị ơi, hơn 100 đô á. Rồi cái này là size số 0 là 52 kg. Size số 2 là 58 kg và size số 3 là khoảng 60 kg nha chị ơi. Chị lấy cái chắc chị Châu lấy số 2 đi. Số 0 thì hơi bị ôm tí nè chị ơi. Cái này là hàng xịn nha, không bao giờ đụng hàng mấy chị nha. Đó, không bao giờ đụng hàng luôn. Rồi, bây giờ em thử size số 0 nha mấy chị. Cái này là size số 0 là 52 kg quay về. 52 kg quay về nha. 52 kg quay về. Ủa cái máy chạy đơn chưa? Hả? Bấm thử cái đi. Ừ. Có nó chạy không? Nè mấy chị. Cái này là size số 2, size số 0. Size số 0. Đó, cái size số 0 này á là khoảng 52 quay về thì 45, 47, 48 đổ lên được nha. Còn size số 2 là khoảng 55 kg hoặc là 56 kg nha. Còn size số 3 là khoảng 60 kg nha mấy chị ơi. Rồi cái này là 500 ngàn nha. Cái này là em chốt 500 ngàn cho mấy chị là ưu tiên giá nha. Chứ cái đầm này là không có 500 đâu nha mấy chị nha. Đó, cái này là không có giá 500 luôn á. Đây là 2 triệu mấy một cái luôn mấy chị. Cái này là 2 triệu mấy một cái nha. Cái này là hơn 100 đô mấy chị. Hiểu nha. Hơn 100 đô nha. Đó, ai lấy cái này thì lên cho em nha. Ủa đem làm qua chưa? Em hết qua đi. Trời ơi, hồi nào mà mấy cái bịch đó. Cái này là Long có 2 cái nha mấy chị ơi. Ủa cái này hình như bằng size nhau hay gì á. Cái này có bằng size à. Cái này là 400 ngàn nè. Cái này là 400 ngàn nha. Đó, cái đầm này là ai chốt giùm Long lên mã số 4 nha. Ok, số 2 cho chị Châu. Số 2 đâu rồi ta? Đây nè, số 2. Cái này là Long bán mở hàng 500 nha. Chứ cái này không bán 500. Cái này Long phải bán 550 hoặc 600. Đó, là cho nên là Long chỉ bán cho mấy chị ưu tiên nha. Còn cái này là mấy chị ơi, cái này Long chốt cho mấy chị nè. Cái này Long sẽ chốt cho mấy chị đâu. Chị Châu lấy cái đầm Long đang mặc không? Cái đầm Long đang mặc Long chốt 500 đi nha. Còn cái này là mã số, cái này là 400 ngàn. Bây giờ em tặng cho mấy chị 300 ngàn liền tay nha. 300 liền. Chị nào lên cho em mã 300 là Long chốt liền 300 nha mấy chị nha. Cái size này là size, cái này là cái size, cái này mấy chị đi đâu cũng có 300 nữa nha. Thí dụ bây giờ mấy chị có đi đâu cũng 300 được. Đó, 55 quay về cho em. Đó, 55 quay về mấy chị thấy không? Em chỉ cần kéo lên thôi là chuẩn luôn nha. Kéo lên là chuẩn luôn, không cần suy nghĩ luôn nha. Kéo lên là chuẩn luôn mấy chị. Nè, nhìn nè. Cái này nó giãn mà cái chất của nó mềm. Đó. Thì thí dụ người ốm vẫn đẹp nha. Cái này Long tính 300 cho khách mình đi. 300 là Long bán mở hàng cho mấy chị luôn là 300 nha. Chứ cái này là 400. Cái này là 400 nha mấy chị, không bán 300 đâu.
Cái này là 400 nha. Cái này ai lấy lên cho em mã 400. Cái này em để đây có xíu hồi có ai coi lại thì em đưa. Cái này 400 nha. 400 mà lông tính 300. Cái hàm này hồi chiều này có một người xã nè các chị. Cái này là 90.000 cái. Cái chị nào lấy thì lên nha em 55kg nha. 90.000. Cái này hồi chiều em sót cái. Rồi, cái này đẹp nữa nè chị ơi. Cái này đẹp nha chị Châu ơi. Cái này là lông có 3 size nha. Cái này là lên cho lông mã đầm đỏ nha. Cắm dung trần cái đầm lông mặt là size nhỏ nhất nè. Em lấy thì bấm ok đi, lông để cho 500 thôi. Chứ cái đầm này lông mã bán 600 nha. Cái đầm này mấy chị ơi 100+ đô lận nha mấy chị. Nè mấy chị nhìn hiểu nè. Nha, này đỏ. Đỏ này lông có 3 size nha. Đỏ này lông có size số 2, số 3. Số 2, số 3. Cái đầm đỏ này quá đẹp luôn. Đầm xanh của chị nào nè em? Lẹ đi. Đăng Trinh 90. Đây. Sao bấm biêu ghi chứ? Vậy để đưa cho nó đó bấm. Ủa cái máy nào mà để chốt đơn đâu em? Trời ơi sao nãy giờ chuẩn bị vô trời. Cái máy nào chốt đơn? Để bấm biêu á. Trời ơi tự nhiên áp nha, ngồi đợi tôi mà không chịu chuẩn bị mấy cái vụ đó. Đăng Trinh là đầm 90 đúng rồi. Đây mấy chị, cái đầm này nè mấy chị. Cái đầm này là size số 0 nha. Bây giờ số 0 là lông mặt cho mấy chị coi là số 0 nha. Cái này là số 0 đầm đỏ. Cái đầm này hàng xịn nữa nha. Cái đầm này người ta bán 800 á. Nhưng mà nếu mấy chị ra ngoài mua thì rất là mắc nha. Cái này là đầm đỏ nha mấy chị ơi. Đầm đỏ kèm size cho em nha. Đầm đỏ kèm size nha. Đầm đỏ kèm size giùm em đi. Nè. Mấy chị thấy em mặc mấy lớp mà vẫn đẹp là tại vì hàng xịn là nó vậy á. Nha. Đó, bây giờ lon đang mặc là số 0. Số 0 thì lon chốt cho chị em mình là từ 45 đến 52 kg nha. Số 0 là từ 45 đến 52 kg nha. Rồi mấy chị lên ký đi 65 kg vừa. 60 kg vừa nha. 60 kg vừa có size nha, rồi ra là lấy đầm đỏ thì lên ký cho em. Đầm đỏ có size nha. Rồi, lon chốt cho khách mình là 500 luôn. 500 luôn. Nha. 500 luôn. Rồi lon chốt 500 luôn nha. Đầm đỏ này lon chốt 500 luôn mấy chị yêu nha. Đầm đỏ lon chốt 500 luôn. Vậy thôi đưa đây đi, đưa đó đi. Ủa mở. Trời ơi tự nhiên mở bên này chi vậy? Vậy sao nào giỏng đâu nè, mở vô nó cho bấm đơn. Trời ơi coi. Thì đúng rồi, nhưng mà mở vô cái đó đi cho nó bấm. Chứ nó đâu biết mở đâu. Chị Thu Trương đầm 58kg có nha chị ơi. Chị lấy thì chị phải báo cho em nha. Cái đầm đang mặc là có nha 500. Nó tới giờ like là chuẩn bị hết. Chuẩn bị mà đâu, mình không có rành, tụi nó rành. Không rành tao chịu giờ không hỏi. Nè cái đầm này là đó, mấy chị thấy không? Giá của nó là 560.000 nha. Em sale 460 nhanh tay nha. 460 giùm em nha. 460 giùm em nha mấy chị. Em đang cầm cái này là chốt giùm em 460 nha. 460 là cái hàng này có size nha. Cái hàng này lon chốt cho khách mình là 50kg cho đến 60kg nha, 560. Ủa, 460 đi em giảm 100.000 còn 460 nha. Đó. Nè mấy chị nhìn nè. Chị thấy không, hàng hiệu là ra hàng hiệu à. Em kéo phát ngộ, em chưa có làm gì trơn á. Em chưa có làm gì trơn mà đẹp vậy đó nha. Đó, chị thấy không? Cái này là 40kg cũng vừa nha. Tại vì mình có thể cột eo ở đây. Chị thấy không, em không có cột luôn á nè. Em chưa cột gì trơn nha nè. Không có làm gì trơn nha đó. Ví dụ vậy, ví dụ mấy chị muốn cột ở đây, mấy chị cột ở đây. Ví dụ vậy nha. 460 là có size nha. Mấy chị ơi, 460 nha mấy chị ơi. Hàng sẽ là mặc lên là chuẩn chưa?
Đầm xanh là lon mặt là đầm cái nào chị ơi? Đầm lon mặt là 900. Ủa 500 nha chị ơi. Chị nào lấy đầm lon mặt thì lên ký nha, có 1 cái 2 cái không có nhiều đâu nha. Hàng này là hàng xịn nha. Cái đầm này là lon vừa ý nhất luôn á mấy chị. Chốt nha. Cái này lon có size nè mấy chị. Cái này chốt giùm lon mã số 3 kèm số ký lên cho em nha. Nè, cái hàng này mắc nha mấy chị, hàng này mắc nữa nè. Đó, cái đầm này là mã số 3 kèm ký vô nha. Cái này là mã số 3. Mã số 3 nha, mã số 3 lên ký cho em nha. Bây giờ lon đang cầm là cái mã số 3 này á, là bây giờ là 55 ký trước đi. Có thể là 60 ký, 62 ký được á. Cho nên mấy chị lên cho em nha. Đó, bây giờ 50 ký vừa nè. Ý là bây giờ cái đầm số cái đầm lon đang mặc là tính 500 nữa đi ha, tính 500 thôi mấy chị. Đáng lẽ là 550 nhưng mà tính 500 kia hết luôn cho mấy chị. Mã số 3 cho chị Châu. Mã số 3 cho Châu. Chị Châu lấy size này được rồi ha. Chị Châu lấy size em mang ra đang mặc thôi nha. Có 65 ký luôn á. Chị Châu lấy em đang mặc đi. Chị 55 ký được là chị. Chị Châu vừa. Cái eo chị nhỏ mà. Cái này lon mặc là dư giả nè. Nè. Không. Đây nè. 500 thôi. Rồi, mã số 3 này là lấy chị đầm xanh thu chương đầm xanh. Rồi chị Châu ơi, này đẹp nữa nè. Cái đầm xanh đang mặc đâu rồi? Đầm đây nè, phải không? Nhìn đi. Lấy đi. Phải đó không? Không phải. Nó phải có cái theo này nè. Không phải. Dưới á. Theo đó phải không? Đúng rồi, đen 57 ký rút nha. Lon đang mặc là size số 2 đi. Đây chị số 2 đi. Số 1 đi, không có số 2 nha chị ơi. Nhưng mà chị thu trương vừa nha chị ơi. Thu trương nè, thu trương là 500. Thu chương 500. M hả chị? M là do mạng chút hết rồi chị ơi. Nè cái đầm này đẹp lắm chị Châu ơi. Cái đầm này cộng dây da luôn nè. Nè điện thoại hỏi My đi. Hỏi nó là bấm chốt đơn. Cho nó in bill đi. Đặng biết sao không? Đặng có số điện thoại chứ. Chứ không in bill sao có số điện thoại được. Quan trọng mà. Nè, cái đầm này đẹp nè chị. Cái này là hoa nha. Hoa nha mấy chị, hoa nha. Cái này là hoa. Cái này là hoa nha, lâu đang cầm là size số 0. Có 2 cái à. Đừng nói số 0 hết nha. Đây. Số 0 với số 1, chị Châu lấy số 1 cũng được nữa. Cái này đẹp lắm chị ơi. Cái này là cái hiệu nữa nè mấy chị nha. Đó. Đó đẹp nè, trời ơi nó đẹp chưa. Buổi tối luôn hả? Tại đây lon lay chút xíu lon nghỉ à. Lon lay đầm. Lon chỉ lay đầm hiệu thôi, lay có chút xíu lon nghỉ chứ lon có lay nhiều nha. Không có lay giống như mà lay buổi sáng. Buổi sáng thì có tụi nó phụ. Còn bình thường lay vậy là có mình nè. Có một mình nè nên là lon lay cho mấy chị. Hoa cho chị Châu. Chị Hoa cho chị Châu thôi, tính chị Châu 48 đi. Cái này là khoảng lon cũng dự trù bán 550 đó. Rồi 408 cho chị Châu. 408 cho chị Châu. 408 cho chị Châu đi. Cái đầm hiệu này là mấy chị ơi, đem còn cái số 0. Bây giờ lon mặc số 0 cho mấy chị coi nha. À, nếu cái này lon rộng thì chị Châu lấy cái này cũng được. Thôi chị Châu lấy cái số 1 đi. Cái này là số 0. Số 0 lon đang mặc là từ 48 cho đến 54 ký nha mấy chị ơi nha. Từ 48 cho đến 54 ký nha mấy chị ơi. Rồi cái này lon tính 48, nó còn một cái, ai lấy thì lấy nha. Lấy cái đầm xanh đang mặc size 48. Ok cẩm nhung trần. Là cái đầm đang mặc là cẩm nhung trần á em ơi. Đâu rồi ta? Đâu rồi? Cẩm nhung trần có rồi.
lấy cái này, nãy lòng mặt size số 0 cẩm nhung trần 500 cẩm nhung trần tụi nó biết không sao đâu. Cái này dễ thương dữ lắm, cái này em vừa ý ghê luôn mấy chị. Cái này Long đang mặc là 48 đến 52, 54 nha mấy chị. Cho nên là ví dụ muốn là 10kg, 45kg vẫn được, là tùy có gì là tới đây đó. Vậy đó, còn cái là mấy chị không bao giờ đụng hàng nha. Không bao giờ đụng hàng nha mấy chị nha. Cái túi này bây giờ ai muốn mua không? Long chơi cho mấy chị luôn nè. Chạy chưa? Chị My Thi lấy size 0 là đang mặc nha nhí. Ủa, đầm hoa size 0 là cái này nè. Cái này nè, My Thi là chị này nè, bấm bill đi. Bao kêu ba bấm My Thi cái đi. Là chị My Thi 500 nè. Ủa, 480. Túi này hôm nay Long sẽ để cho mấy chị luôn giá đẹp đi. 290 còn 150. 130 luôn, 130 đi, kệ đi cho vui. Kệ đi. Kệ đi mấy chị. Cái đầm của Lon đang mặc là cái vải đẹp lắm nha mấy chị nha. Cái đầm Lon đang mặc là chị nào lấy thì lên cho em là đầm đang mặc. Đầm đang mặc là size số 0 với lại size số 1. Thì cái size số 0 là 48 đến 52, size số 1 là 55 56 được nha. Túi cẩm nhung trần tính chỉ 130 luôn. Túi của chị Kiều Hoa luôn, bấm bill đi. Ê, bấm túi cho Kiều Hoa luôn. Túi của chị Ngọc Gia Hân luôn. Ngọc Gia Hân. Ngọc Gia Hân. Ngọc Gia Hân. Ngọc Gia Hân. Ngọc Gia Hân giống quân quá ta, phải không? Ngọc Gia Hân cái tên ghen quá. Giết ăn tết xong quên trơn ta. Ngọc Gia Hân. Gia Hân phải quân không? Quân là gửi gì mình tránh luôn khỏi xin số. Túi cho chị Kim Pháp em ơi. Túi cho Kim Pháp chưa? Túi cho Kim Pháp luôn. Túi cho chị Kim Tươi luôn, chị Tươi. Tết tá lớn của chị. Túi của chị Thu Chương luôn, kệ đi hôm nay bán. Cái này có một cái mà cái vải nó đẹp dữ lắm luôn. Em nói luôn với mấy chị là cái đầm này đẹp lắm luôn mấy chị yêu nha. Nè, cái đầm này là mã số 1 nha. Ý lộn lộn, cái này là cái zoom. Mấy chị này đi du lịch bận đội cái nón rộng vành cho em. Cái này là nó trần thun cho nên là Long chỉ Long chốt cho ai là 48 đến 60 kg nha. 48 60 kg là tự gì? Thí dụ Quân rồi Long biết rồi. Ngọc Gia Hân Long lại để đó ra cho Long đi. Mấy chị em ơi, cái này bây giờ Long sẽ nè 500 nè. Long sẽ chốt cho mấy chị là 370 nha. Em bữa nay em bán em lấy mối thôi. Đó, hôm nay buổi tối luôn hả? Long like 2 tiếng rồi chị Hương Dương ơi, không có like nhiều đâu. Đó, rồi Long chốt 370 nha chị ơi. Chị Phạm Thanh Mai ok chị. Chị Phạm Thanh Mai hôm nay chị cho số lại nha chị. Nay em live trang fanpage á, cho nên có nhiều người tao không biết á, chị cho em lại nha. Con em ơi, 370 nha. Thanh Mai Phạm á. Thanh Mai Phạm nha. Thanh Mai Phạm 370. Thôi kệ đi, bữa nay Long bán không cần lời cũng được. Nhưng mà em nói luôn với mấy chị là đẹp lắm chị tôi ơi. Xíu hồi có đầm bự cho chị luôn á nha. Chị kia Kim Khanh ok. Kim Khanh túi em ơi. Thu Trương có túi luôn á, thì cứ bấm đi. Ai túi thì cứ bấm đi, kệ đi. Bữa nay lời lãi chi nữa, bữa nay là lấy mối mà. Bữa nay em khai trương, cho nên là bất chấp mấy chị. Rồi cái đầm này là, nè mấy chị nhìn nè. Cái đầm này Long chốt cho mấy chị là, cái này 500 nè, nhưng mà 400 nha mấy chị. Nha. Mấy chị thấy không? Thế mà cái giá dự trù của em như vậy đó, mà cuối cùng em lên like là em lại bán cho mấy chị giá này hết luôn. Coi như là không có phần lời lãi luôn á nha. Đầm xanh đang mặc vải gì? Trời ơi chị ơi, cái vải này em cũng không biết vải gì, nhưng mà nó quan trọng là hàng hiệu thì đẹp rồi nha chị ơi. Chứ em không thể diễn tả được nó là vải gì, chị nhìn là trực tiếp rồi. Chừng nào mà em đăng hình á thì chị lại sợ, ừ người ta đăng một đường mà ta bán một nẻo. Còn hàng em mặc trực tiếp rồi, em đã nói hàng hiệu rồi, chị đừng có lo nữa nha. Trời ơi, đẹp tự nhiên không cần, không tìm vết luôn mấy chị nhìn nè. Bắt đầu em làm nè, kiểu nè. Đó. Cái này là lớn. Cái người lớn nhất là khoảng tầm 57kg vừa nha. 57 quay về thôi, còn cái người ốm vẫn mua được nha. Tại vì
khi mấy chị mặc lên là mấy chị phải cột như vậy. Đó, chị nhìn nè, cái này tính cho mấy chị nhiêu ạ? 500 400 hả? Nãy nhiêu? 500 400 ha, 400. Mấy chị bấm đi mấy chị, đừng có suy nghĩ nha, cái này không suy nghĩ nha mấy chị ơi, cái này đi biển được. 400 mấy chị ơi, 400 400 400. Đó rồi, cái đầm này không suy nghĩ nha, nó quá trời đẹp rồi. Cái này mà đi nhà hàng á, đi nhà hàng mà mấy chị mặc, ta nói bận cái gì cũng đẹp hết trơn, mặc cái gì cũng đẹp hết. Cái này là chốt cho mấy chị dù có 48kg trở lên vẫn ok, nhưng mà tối đa là 50-57kg nha mấy chị yêu nha, tối đa 57kg nha. Size này size 10 đó, nhưng mà tại vì cái này không có độ giãn, cái này là size 10 nha, size 10. Cái này là size 10. Cái này Long có 2 cái mà đều là size 8 hết, hàng tôm mì mấy chị yêu nha. Hàng tôm mì mấy chị ơi, cái đồng này nó đẹp lắm, size 8 nha. Size 8 tức là, để em báo ký nha. Hàng tôm mì hiệu đây. Mấy chị 52 cho đến 60 kg bao hàng. Nhớ nha, cứ 52 cho đến 60 kg bao hàng nha mấy chị. 560 giảm 100 còn 460 nha. Thôi 450 đi. Rồi 450, ai nhanh lên được cho em. Rồi bấm 450 đi, kệ đi, bữa nay thay vì lời nhưng mà thôi cũng lời cũng được nha. Rồi chốt giùm em đi, 450 kệ đi, hàng tôm mì mấy chị. Hàng tôm mì nha. Mấy chị, cái size số 8 này nếu mà mấy chị ra ngoài mua là Tommy. Chị Châu đấy, cái này được. Cái này quá đẹp luôn. Cái dáng đồ của nó quá chuẩn nha mấy chị ơi. 450 em ơi, 450 nha. 450 nha. Chị nhị vừa nha. Chị nhị vừa chị, cái này size số 8 nè. Chị nhị vừa nha chị ơi. Mấy cái đầm Hồng Kông của em chị mặc được mà. Dạ có quyền chân ơi, có nha chị ơi. Trời ơi chị bận đi chị. Chị bận đi, nó đẹp dữ dằn luôn. Cái này hình như có một cái rồi nha, mã số 1. Cái này là 500 mango. Nha, cái này là 500, cái này nhỏ nhưng mà đẹp nha. Ôi nó nghe nè. Ê nó nghe nè, cái này sao? Đẹp quá rồi sao? Gửi đi. Gửi đi. Mã số 1 nha, bây giờ 500 em để khách 450 luôn. Bao nhiêu cũng bán đâu. 500 là 500, hôm nay kệ đi. Hôm nay kệ đi. Vừa để em. Vừa để em chốt đi. Chốt đi. Cái đầm Long đang mặc có tên chưa? Ngày mai em kéo cái màn lại chứ lố lằng quá. Đây đây đây, của chị Nhị phải không? Chị Nhị vừa, trời ơi đầu năm giờ mới lấy tiền chị Nhị. Ê, cái này nó nghe nè, ai lấy tao hốt đi. Mấy chị thấy không? Có một cái à, lên mã 1 là em chốt liền. Đó, nhanh tay nha. Dạ chị Kim Khanh có 70kg nha chị ơi. Ê, cái này ai không lấy em để nha. Tại vì cái này á, chốt cho 57kg nha, 56-57kg nha mấy chị. Nhưng mà 50kg vẫn đẹp nha, không cần suy nghĩ đâu nha. Rồi thôi bán 400, đã nói nhiều rồi. 560 450 450 450 nha, 450 nha mấy chị, 450 nha. Bao nhiêu con bán cái này ăn lấy em hốt. Rồi bây giờ cái này có một cái vàng thôi thì nó không lẫn lộn, cứ bấm vàng đi để em báo ký. Mai chị gửi về Thanh Hóa hả? Ủa về quê hả? Bả về quê kìa. Sao tết tay hôn về về hả? À, chị Châu ơi cái này đẹp nè, size số 2 nè chị, size số 2. Mấy chị ơi 52 cho đến 57-58 được nha. Size số 2 này á là cái hàng test này á, mấy chị em nói nè, bây giờ mấy chị đi tới đâu thì vẫn là 600 hoặc 550 chứ không bao giờ bán dưới, là người ta đã bán đúng giá rồi nha. Chứ không nói thách nha, nói thách là khác. Cái chuyện mà nói thách là khác. Cái chuyện nói thách là khác cho nên là cái đầm này em nói với mấy chị luôn là ngoại đẹp lắm. 500 thôi. Thiệt, 500 thôi. Bữa nay là nhín cái lời luôn, bớt cho mấy chị em mình nha.
Cái này có một cái nè, lên cho Lân đầm trắng đi. Cái này là size số 2 ngay và Châu nữa nè. Em về từ trong Tết hả? Dạ. Tại vì em nghe nói nhiều người hồi vé máy bay trơn, năm nay không có về được. Nè, cái này có một cái, bấm cho em mã trắng đi. Mấy chị nhìn nè, nha. Hàng này là hàng Tết nữa nha, 550 nữa. Nhưng lại lấy cho mấy chị 48 đi. Kệ đi. Rồi mấy chị ơi, từ 50 cho đến 57 kg mua nha. Chào chế Hương Lê. Để em nói cho mấy chị nghe, đầu này là mã trắng mà mấy chị bấm liền cho em đi. Em để cho mấy chị 48 luôn cho vui nhà vui cửa nha. Có một cái hàng hiệu mấy chị. Thu Trương trắng. Rồi chị Thu Trương lấy số 2 là cái tầm 57, 58 được nè. Ngay chị Thu Trương luôn. Để em thử cho chị Thu Trương coi cho chị hài lòng nha. Chứ để đây rồi chị bỏ ra số tiền cũng nhiều, nhưng mà ở trong bụng không biết có đẹp không. Thành ra là Long muốn chắc cho chị luôn nha. Đó. Hiệu là em nói rồi, hiệu là phải đẹp đó. Mấy chị thấy không? Ừ. Em là em siết lại cho nó ôm nè. Chị thấy không? Thì chị 57kg là dư ở phần này của chị nè. Tại vì em á, cái eo em nhỏ lắm, nhưng mà cái bụng em nó to. Cái bụng em nó to hồi còn gái lận, chứ không phải là xanh đẻ là gì trơn á. Dạ chị Hạnh, chào chị, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị, nên thấy hai chương bữa nay luôn á. Làm đẹp lắm chị ơi, làm đẹp lắm. Mà em bán cho mấy chị nè, em nói nè, bây giờ em bán cho mấy chị hỏng lời cũng được, nhưng mà nếu như mấy chị về mặt rồi, mai mốt mấy chị sẽ bắt đầu là khoái luôn. Tại vì bây giờ cầm lên cái đầm mấy trăm mấy chị sẽ suy nghĩ, nhưng khi nhận hàng rồi, đúng hàng hiệu rồi, thì sau này chỉ còn em nói hiệu thôi là mấy chị đã mua rồi. Không cần phải biết, không cần suy nghĩ nha. Tại vì cái này lâu lắm rồi, lâu mới về lại. Cứ lâu về lâu treo lên nhắm mắt là cũng bán 600 nha. Đó, rồi, cái này nè, như nãy lâu nói vừa 48. Ê, 48 có hai cái. Chết cha, mấy chị, 48 có nhỏ hơn nè. Ủa không phải, không phải, xin lỗi mấy chị. Có một cái à, cái này mã số 1 nha. Mã số 1 là size số 1 luôn. Size số 1 này xà la lo sẽ chốt cho mấy chị là 48 nữa đi. Kệ đi, bữa nay là dự trù 500 mấy đó nè. Mấy chị ơi, cái đầm này nó nhỏ nha. Cái đầm này lo chốt nè. Bây giờ em 52kg, cao 1m58 mấy chị. Bây giờ lo chốt cho mấy chị 50kg, 52kg quay đầu nha. Nha. Mã số 1 nha, một cái duy nhất luôn. Đó. Chị Dung Cherry đầm bông, em mặc vừa không à, hơn 60kg á hả? Dung Cherry. Dung Cherry này chị Long biết em rồi, tướng em đẹp mà. Dung Cherry tướng em đẹp mà. Trời ơi, em 60kg nhưng mà như là em còn tướng em còn nhỏ hơn chị nữa. 60kg mà em cao mấy sáu mấy mà. 48 chị em tiêm vừa. Không vừa nha. Cái này đang chốt cho khách mình là 50kg ha. Em 52kg, cao 1m58. Em chốt cho chị em mình 50kg quay về cho chắc ăn. Thà là 40 đến 50kg là chuẩn nha. Đó, chị Nguyễn Tiết, em có cái này cho chị nè. Chị Châu đừng đi nha, ở chơi đi, em còn lên nhiều lắm. Số 3 nè. Đây nè, cái này là nãy chốt 500 hả? Cái này đang chốt 500 thôi. Long chốt 500 thôi, nhưng mà cái này đẹp là chị Tuyết. Cái này Long đang cầm là size 57kg nha. Size 57 và một cái 60kg. Chị nào lấy cho em cái đầm này, lên cho em đầm xịn. Dạ không vừa. Em biết, nhưng mà cái này mới vừa chị nè. À chị Dung Cherry đầm đang mặc là cái này á hả? Cái này Dung Cherry vừa nha. Tại vì em cao mấy sáu mấy đúng không? Phải không? Phải thì ok đi, coi Long có lộn ai không. Còn Dung muốn mua thì Dung lên số điện thoại để mai mấy đứa nó gọi nha. À, nay em có bầu, nay em có bầu, bụng hơi nhỏ, hơi nhô, hơi nhú hả? Không được, nếu vậy thôi đừng lấy. Nè, cái này thì khỏi bàn đi mấy chị nha. Mấy chị ơi, Tết mà có đầm này bán ngon ha. Tết có đầm này bán ngon quá mấy chị. Nè, rồi chị nào lấy cái đầm này thì lên cho em nha. Cái này làm size số 3, em đang cầm là size số 3. Chốt cho người 55 đến 57kg nha. Còn size số 4 là 60kg nha mấy chị nha. Lấy số 3 thì 50-57kg, lấy số 4 là 60kg nha. Đầm size 3. Ừ thì e chị nhớ mà, nhưng mà bây giờ cái đầm đó lon chắc lon chốt, em đợi lên khác cho. Số 3. Dạ em cảm ơn chị Hồng Loan. Số 3 là 57-58 quay đầu, số 4 là 60-62 nha. Để trừ hao cho mấy chị thôi. Đây.
Đây có một cái à. À cái này nhỏ nữa nè mấy chị ơi, nhưng mà cái này thì đẹp rồi đó, không có nói nữa. Cái này hàng hiệu nữa nè. Cái này à, mấy chị nó đẹp quá làm sao đây? Số 3 chị Anh Tuyết đúng rồi, chị ba chị Tuyết mặc được nè. Cái này chị không cần lo. Đó tính chị cái này là nãy nói nhiêu à? 48 hay 500 à? 500. Chị 500 đúng rồi. Cái này 560 lần đó. Rồi cái đầm này lơ chốt cho Loan mã số 1 nha. Mã số 1 này là size số 0. Size số 0 nha. Chị Tươi ơi, cái này chị vừa nè. Chị Tươi cái này số 4 là khoảng 60 62 kg là chị Tươi vừa nha. Tại cái đầm này đó là cái chất của nó quá đẹp đi. Nha chị Tươi nha. Chị lấy chị ok đi chị. Chị Tươi ơi nghe lời Loan đi, cái đó đẹp đi tiệc sang lắm. Cái này là mã số 1. Cái này là cũng 550 luôn, nhưng mà Loan sẽ để cho khách mình là 450 đi. Là ưu tiên cho người nào nhanh nha. À, chị Nguyễn Tuyết đầm chị 500 nha chị ơi. Chị Nguyễn Tuyết đầm của chị là 500 á nha chị. Bây giờ cái này là size số 0, nhưng mà em mặc muốn vừa luôn á mấy chị, thành ra Long chốt cho chị em mình là 40-50 kg mua nha. Đó mấy chị nhìn nè, cái này thấy vậy chứ lên đồ đẹp đó. Chị nào lấy cái đầm này lên cho em đi, em tính 4,5 thôi nha. Đó cái này là Long bán vốn cho mấy chị luôn, tính 4,5 thôi, 4,5 thôi nha. Rồi bây giờ có cái đầm này hồi nãy giờ chưa ai lấy, để Long cởi ra Long khai. Ủa nó nghe là cái đầm này hồi nãy mình bán rồi. Bán số chết mẹ, nãy chị cho lấy xe lớn mà giờ còn xe nhỏ thôi nha. 500 đúng không? 550 500 không? Nè cởi đây được. Cái này để cho chế nha. Cái này em hốt luôn. Làm gì có cái thứ hai, không bao giờ đụng hàng. Nè Long mặc cái này cho mấy chị nè. Nào. Được. Để chị đi, cái đó để chị mặc đi, cái vải chị thích. Không bao giờ có nữa đâu, bởi vậy đừng có bán, đừng có để lại đi. Nè. Size số 0 là vậy nè. Chị tâm đắc nhất là cái đầm này nè. Chị hài lòng nhất luôn á. Trong lô đầm này em hài lòng nhất cái này. Nha. Mã đầm xám nha mấy chị. Mã đầm xám nha, lên mã đầm xám còn một size thôi. Còn một size này thôi. Nha. Mấy chị nhìn nè. Rồi, Loan chốt cho mấy chế là khoảng tầm như sao? 500 ngàn nha, cái này em không bớt đâu. Nhiều cũng bán 500 ngàn. Đẹp lắm mấy chị nha, đẹp lắm. Cái này lấy thì lên cho em nha. Đầm này chốt dùm Loan là đầm xám nha. 500 ngàn. Ủa nãy có cái đầm này nè, lên lại. Đây nó nghe là em thích cái đầm này phải không? Em nói em thích đầm này phải không? Đầm nhất luôn nè. Nè. Nè em cho chị coi cái đầm này nè. Đó, em chưa có làm gì luôn nè. Cái này là em chưa có làm gì luôn á mấy chị nhìn nè. Nè em chưa có cột lại gì hết trơn nè mấy chị thấy không, cái ông phát một lên dán liền nè. Rồi cái này là đầm sọc nha, đầm sọc Loan đang mặc là 6 8 10. Ủa 6 8, ủa này là nè. Loan có 3 cái nha, 6 8. Loan đang mặc là như ta 52 quay về là size số 6. Ê có số 4 nãy quên mặc ta. Đáng lẽ em mặc số 4 là vừa nè. Mấy chị ơi, số 4 là 50kg nha. Đó. 65kg cũng vừa mà. Chị Tươi ơi, cái đầm Loan đang cầm là vừa chị á, còn không lát em lên đầm bự cho chị, nó có 70-80kg nữa đó chị nha. Nhưng mà mấy cái đó có con cái à, không có xài. Nè, cái đầm này 468, 4 là 50kg. À, 6 là 55 và 8, size 8 á, là khoảng 58kg cho chắc ăn nha mấy chị nha. Đó. Cho chắc ăn nha. Mấy chị thấy không? Đơn giản. Nha, đơn giản nha. Đó, cái đầm này thì khỏi nói là nó dễ thương. Cái đầm này có cả, cái này là zoom hả ta? Mấy chị ơi, cái zoom này là có một thôi nha. Zoom này là có một cái hả ta?
Ủa em ơi, Zoom này làm gì có một ta? Có một, cái trong đó là một á. Vậy nè, vậy là Zoom này em có một thôi. Cái Zoom này là hàng 560 nè, mà em để cho khách mình là 500 luôn. Ai lên Zoom thì chốt Zoom. Đó, ai lên Zoom thì chốt Zoom luôn. Ai lên Zoom thì chốt Zoom luôn. Zoom luôn nha, mấy chị nhìn nè. Cái Zoom này thì có một cái à. Zoom này là khoảng 52-53kg, em 52-53kg em vừa. Em chốt cho chị em mình. Mấy chị ơi, kem này là kem, ủa mà kem này còn ít xỉu à. Kem 4K là 145 đó nha, kem trắng da. Cái nào một cái là em lên trước nha. Cái này có một cái nè. Đó. Cái này thì khỏi bàn luôn, mấy chị nhìn đi. Có một cái à. Mã số 1 nha. Mã số 1 nè mấy chị, em thử cho mấy chị coi nha, mã số 1 nha. Mã số 1 này đang để khách mình là 500 thôi. Chị Châu rồi ta, cái này là quá xịn luôn. Đồ, mấy chị, hả? Em mai có không chị? Em ghé lấy đồ hạnh. Đồ hạnh có rồi, gửi về rồi em, ghé đi. Nè. Cái này thì có một cái rồi chứ chờ nãy quên. Nãy chồng vô luôn nó không, nó bị đổ đổ á. Nhưng mà cái này là 55 kg dừa mấy chị nha. Cái này là 55 kg nha. Trời ơi đúng rồi. Trời tưởng chị đi chứ. Cái này 3D. Cái này không đụng hàng. 500 ngàn thôi. Cái này đẹp, cái này có một cái à, size số 0 nhưng mà hàng xịn nó to. Size số 0 là size nhỏ nhất luôn á. Tại vì bán cho tụi nước ngoài á, nên là những cái này hàng to lắm. Rồi mấy chị, ê nói nghe nè. À, ở bển nó có một bịch áo nha. Nó có một bịch áo á. Nè em, mấy chị muốn em lên hàng to không? Hàng to không mấy chị? Cái này là size số 4, 4, 6, 8, 10, 12 rồi đó. Nhưng mà 4 là nhỏ nhất chứ không có size nhỏ nữa. Thì cái này là khoảng tầm 55kg vừa. Chị nào lấy cho Long xin mã số 0. Chị Châu ơi hốt đi chị, đừng suy nghĩ nha. Đừng suy nghĩ gì trơn, em nói rồi. Cái này là mã số 0. Mã số 0. Mã số 0 560, em để khách mình là 408. Rồi vậy đi. 560 bán 486. 560 bán 400. Ai chốt? Chị Lan Huỳnh trước hả? Xui tao. Xui tao để tao lựa. Nè. Chị Lan Huỳnh trước, 560 giảm còn 46, 450 nha. Tính 450 nha. 450 nha em, 450. Nè, cái này đẹp nè. Mấy chị ơi, cái này đẹp nè. Thôi bây giờ lo ưu tiên cho mấy chị cái này. 560 giảm còn 460. 450 luôn, cái này lên cho Lon mã đầm hoa. $400,000 cho mấy chị luôn. Mấy chị ơi, cái này quá đẹp nha. Dạ chị Tươi ơi, à, cái nào lớn em sẽ kêu chị nha. Cái này là size số 6, hả? Có size không ta? Cái này là đầm hoa nha, Lon tính 400 đi, kệ đi. Có size à? 55kg vừa nè chị Lan Huỳnh ơi. Cái này là cái tà nó nhọn xuống nó đẹp nha chị Lan ơi. Rồi có một tay à, 560 bán lại 400 hôm nay cho mấy chị đây. Rồi đẻ đi mấy chị ơi, đừng suy nghĩ nha. Cái này cái tà nó nhọn vậy nè, mấy chị nhìn là mấy chị biết rồi. 55kg vừa, mấy chị nhìn đây nè, nó có một dây nè. 55kg vừa nha. Đầu chị anh Tài Trần, anh Tài Trần là hồi chiều có mấy đứa nó gọi là đi rồi mấy chị. Ngày nay em bán khai trương mà nhúm nhúm cũng được trăm đơn. Nhúm cũng được trăm đơn. Còn ở đó không chị? Có bên A được không? Mấy trăm ngày nay nó về rồi chị. Giờ nhân viên mới không ạ? À? Giờ nhân viên mới không ạ? À? Nhân viên mới cả đêm không ạ? À? Nhân viên nhà. Nhân viên nhà. Đây mấy chị, nè, cái này là em tính 400 cho mấy chị nè. Quan trọng nhất là cái này đã tà nó đẹp nè. Đúng rồi, trời ơi chị Châu. Tại chị không lấy là thôi luôn, chị nhận được cái đầm này là nó ghiền luôn. Lấy cái này cho chị Châu. 500 tính 400 nè, à, 500 cái gì? 400. Em treo cái này lên nha. Mấy đứa đưa cái
rồi mấy đứa về giao mấy đứa quen thật. Để Long chào cái này, cái thì Long thay đồ. Cái này lên cho Long mã số, mã đẹp đi. Mã đẹp, mã đẹp. Mã đẹp này là size số 3. Mấy chị, cái mã đẹp này là 560 nha. Em tính cho khách mình là 480 mã đẹp. Rồi vậy đi nha, hôm nay là kệ đi lấy khách thôi. Cái này là 60kg dừa nha. 60kg dừa nhưng mà lâu 52kg lâu mặt cho mấy chị coi. Có ai lấy thì chốt mã đẹp nha. Nè, có ai mã đẹp nè? Mã đẹp có. Chị Châu lấy mã đẹp 480. Vậy tao khỏi thay, tao mặc cái khác. Ý. Cái này khác rồi nè. Cái này khác đi. Cái này cái xui tao phái nữa nè. Chứ sao cái đầm này là body nè, phái nè. Nhưng mà hồi đó tới giờ em không thích body. Đầm hoa treo móc. Đầm hoa treo móc. Đầm hoa treo móc phải không? Ai vậy? Ngân Phạm. Đầm hoa treo móc là dưới hai trên vậy. Nếu mà cái này Ngân vừa nè Ngân ơi. Cái này là hồi nãy là 400 Long hạ 100, bữa nay là còn 300 nè. Còn mấy cái đầm hoa trên á, đầm hoa dưới là 300. Đầm hoa trên á, đầm hoa trên tôi tính là 90.000. Coi không? Nè. Chị Châu ơi, hồi đó giờ không thích body nhưng mà cái body này đẹp thiệt. Cái đầm body này 57kg quay về thì 50 đổ lên, 52 đổ lên được. Nhi Nhi kéo giùm hai nhé. Nè. Hồi đó giờ không khoái body nhưng mà riêng cái body này mặc đã lắm mấy chị ơi nha. Cái đầm hoa này, cái đầm này lên cho Long mã gì ta mà? Nãy là chưa có mã hả? Cái này có một cái rồi hả? Rồi, cái này cái mã dưới, số 1 đi. Cái dưới nha. Cái dưới phải không? Cái dưới là tính chị 300 á. Chị Ngân ơi. Cái đầm này hồi nãy mặc lên đẹp xuất sắc luôn chị Ngân. Cái này 400 ngày hôm nay chơi lớn 300 nhận đi ghiền. Hiểu. Nha. Hiểu. Ngân Phạm. Rồi đầm đang mặc là mã 1 nha. Mã 1. Mới cho xem mà. À vậy hả? Rồi không sao. Cái đó đẹp lắm. Con Long có đăng hình hết trơn luôn á. Ok. Con Long có đăng hình hết trơn luôn á. Yên tâm đi. Nếu mà Ngân chốt cái đầm đó xong, Ngân hoang mang, Ngân vô trang Ngân coi mà hàng, cái hàng này á, mấy chị biết sao không? Khi mấy chị nhìn không đẹp nhưng mà mấy chị lên đồ mấy chị sẽ thấy nó đẹp. Nha. Rồi cái đầm rêu này có một cái luôn. Cái đầm rêu này là size số 1, tức là 55 quay về. 55 quay về thôi nha, chị Lan Huỳnh nghe lời Long lấy cái này. Mặc cái này màu để mình ve chai chứ không phải rêu. Hàng này 560, Long để cho khách mình là 48 đi. Rồi, vậy đi. 48 nha mấy chị ơi. 48, mấy chị. Mã số, cái này Long đang mặc là mã 1, 48 luôn. Đó. Đó, mấy chị. À... đó chốt nha, lẹ lẹ giùm em. Cái đó là mã gì ta? Cái này là mã 1, còn cái này là mã, này là mã riêu ha, mã riêu. Ai lấy thì chốt nè. Cái này đẹp nữa chị Châu ơi, cái này có một cái rồi nha. Cái này lên cho Long mã số 2. Mã số 2 này là size số 0 nhưng mà chị Châu thôi em chốt cho khách mình là chị Châu chắc không vừa. Thôi Long chốt cho khách mình cái này trẻ nè. Mã số 2 là 560 luôn, để khách mình là có nào đen, dùm đen hả? Có, đợi xíu nha. Ngoài hồ có cái nào 40. Chó. Trời ơi sao chị không nói số 0 là nhỏ nhất nè. Em đang nói size lớn nhất, size của người lớn nhất thôi. Còn cái này số 0 là vừa nè chị. Bây giờ chị lấy cái này Long để chị 480 là chị Hoài Hồ ơi. Cái này là mã, này là mã. Cái này nó có cục dây đây nè. Mình cột qua cái eo rồi mình thắt cái nơ nha chị ơi. Nè. Đó, là cái này là có hình một tấm. Đẹp dữ lắm, có một cái à, size số 0. À, Tí Hoa Nguyễn lấy mã 2 hả? Mã 2 là Tí Hoa Nguyễn, là này là 480. Chị Tí Hoa Nguyễn cái đầm Long đang cầm là 55 quay về nha chị. Còn cái này là 52 quay về nha. Tí Hoa Nguyễn có số chưa? Trời sao không xin vậy trời, mai lấy gì chốt. Chị cho nó xin số nha chị Tí Hoa Nguyễn ơi. Dạ em thấy tí tưởng tiễn. Đây nha, cái này lên cho Long mã này là mã số 0 nha. Mã số 0 là size số 0 luôn. Thì Long cũng để cho cái chị giá đó luôn đi.
cái này là có một cái bấm đỏ đi. Cái đỏ này là size số 0 nữa, nhưng mà đỏ này 52 trở lại nha mấy chị nha. Cái đỏ này lon chốt 560 còn 460 nha mấy chị yêu nha. 460 ưu tiên cho mấy chị nha. Tí Hoan Nguyễn mã 0 chị là thêm hả chị? Là thêm hay sao chị ơi? Số chị ơi. Mã 0 là này phải không? Chị thêm hay sao chị ơi? Chị Tí Hoan Nguyễn ơi, thêm hay sao thì kèm số điện thoại vô cho em. Thôi, vậy mà chuẩn gì em gái. Cái này là mã đỏ nha. Cái mã đỏ này phải chị hiệu luôn. Hiệu luôn nha. Rồi chị nào lấy đỏ lên đỏ đi. Con lon đại 408 luôn. Đỏ 48 luôn. Nè, ai là tín đồ của đầm trắng thì cái này lon có một cái. Cái đầm trắng này thì lon chốt cho chị em mình là 40kg cho đến 55kg. Chế Châu ơi, mẹ không vừa thì con nha, nó rẻ lắm có già. Lon để 500 luôn, đáng lẽ là 550 đó. Nha. Đáng lẽ 550 đó. Một cái duy nhất nè. Bây giờ cả một cái kho lớn như vậy, đây là hàng xuất dư nha. Cả một cái kho lớn như vậy mà bây giờ mình tìm không có cái thứ hai. Em nói thật lòng luôn với mấy chị là cái này quá trời xịn nha mấy chị, nhìn nè. Nha, nhìn đi. Màu trắng đưa vô cũng được. À, lấy mã 0 mà. Thuận Thanh Á. Chị Thuận Thanh Á. Ừ, Tí Hoan Nguyễn là mở ngoặc Thuận Thanh đi. Cái bịch đó, mở ngoặc Thuận Thanh ngày mai tụi nó biết nó chốt. À, lấy mã 0 Á, còn cái nãy không lấy. Mã 0 là đây nha. Đổi ra đi. Bỏ cái đó lại. Trắng 55 quay về. Trắng có một cái thôi nè. Cho nên là nhanh đi à, chị yêu của em. Chị đừng suy nghĩ, em đã nói rồi, mua được cái giá này thì mấy chị không bao giờ hối tiếc. Tại vì nó đẹp quá mà. Cái tay nó phòng tự nhiên nè. Nè, cái tay nó phòng tự nhiên. Mấy chị đâu cần chỉnh sửa gì đâu đúng không? Nó đẹp là nó phải đẹp thôi, hàng hiệu là vậy á. Nó đẹp là nó phải đẹp thôi. Đây nha mấy chị nhìn nè. Đó. Nó có một cái à, size này là 55 quay về nha. Để Long thử cho mấy chị coi nha. 55 quay về, em thử trọng lên luôn nè. Mấy chị nhìn nè. 55 quay về. 55 quay về thì 48, 47 đổ lên vẫn được. Hay là 45kg vẫn được nha. Tại vì cái đầm này á, là khi mấy chị lên đồ mấy chị mới biết nó đẹp. Nè mấy chị thấy không? Đơn giản mà đẹp. Chế Châu là ngay size bả luôn á. Không bao giờ hối hận nha, không bao giờ hối hận nha. Đầm cái đầm trắng có một cái à Mai ơi. À, Mai lon vừa chắc Mai. Lon vừa bon luôn. Lon vừa bon luôn. Chốt 55 quay về nha. Chốt 55 quay về, 55kg được nha mấy chị. Em bảo đảm 55kg được nha. Nhưng mà 60kg được mua nha. Chị Mai thì hơi chậm tí đúng rồi. Ở bển nó có một bịch áo xịn đó. À, lon được vài cái bịch áo xịn để lon sale cho mấy chị nha. Mấy chị à, hồi nãy đâu đem qua phải không? À có. Đây. Nè mấy chị. Nè. Em được bịch áo xịn nè. Đây. Bây giờ cho nó nghỉ 2 phút luôn bán cái áo này một cái. Nghĩa là cái áo này mấy chị chụp lẹ nha. Chụp lẹ nha, xịn lắm. Cái này hồi vô bịch được rồi, không cần phải nha. Nè, để luôn. Lon có được 2 mẫu thôi à. Mấy chị à, hàng hiệu, những cái hàng này. Những cái hàng này thì là những của chung với hãng đầm này chứ không phải là hàng sale. Nhưng mà mấy chị ơi, cái áo vàng này á 50-60kg nha. Rồi ai lấy vàng chốt vàng đi. Cái vàng này là không bao giờ mấy chị mua được giá này nữa đâu nha. Mấy chị bấm đi. Vàng được 3 cái nha. Ủa nhiều đúng rồi đó. Của hàng thương hiệu luôn. Mấy chị ơi, vàng lon được 3 cái nha. Vàng lon tính cho khách mình là 135.000. Chốt cho 3 chị nha. Thì bây giờ mấy chị ơi, 270 lon bán 135 đi. Mấy chị lẹ tay xíu. 135 á. 270 lon bán 135 chốt 3 chị nè. 60kg quay về. Mấy chị thấy cái áo nhỏ xíu mà 60kg là chị biết rồi.
Còn cái áo này, cái áo này Long cũng chốt cho mấy chị em mình. Mai ơi, cái áo này đẹp nè. Đó, cái áo này là chốt cho Long mã tay dài. Mã tay dài này Long đang cầm size M, không biết Long có size không? Một ba năm á, chốt đi ba người. Ai vậy? Thanh Tuyền. Ừ, M không à. Mấy chị M nhưng mà khoảng 60kg cũng vừa, 50kg cũng vừa, hay là tướng đẹp 65kg vừa nha. Bây giờ áo này là tay dài nha, tay dài, lên mã tay dài size M. Size M mà hàng xuất xỉn á thì nó to nha. Long để khách 1-2 năm vậy đi. Long để khách 1-2 năm mấy chị ơi. Đẹp không cần chỉnh gì á. Dài, tay dài ai? Long tay dài ai? Lấy rầm ra để rách à. Ừ. Không đúng rồi, ta nói vậy đúng rồi, để hồi rách sao mày. Rất là bận luôn á, chết luôn á. Cảm ơn chị. Nè, cái này tay dài Long chốt 1-2 năm, hàng xịn nha. Áo đỏ 1-2 năm. Đây đây đây. 1-2 năm. Ai ạ? Chị Tú Ngô Cẩm tay dài 1-2 năm. Chị Tú Ngô Cẩm hôm nay cho xin lại số nha chị yêu. À, chị Thu Chương. Nè. Thu Chương rồi ai nữa không? Chị Duyên Ngọc. Mấy chị ơi, mua hàng cho số đi, ngày mai tụi nó gọi nha. Tại vì hôm nay em lo live trang pay á. Live trang pay nó tụi nó không có còn lưu giữ số của mấy chị. Ai vậy Trang? Nè. Ai đọc lớn lên? Duyên Ngọc tay dài. Em mờ luôn nè. 1-2 năm. Ai nữa? Duyên Châu chưa? Cái gì Châu á? Em mờ nữa nè. Duyên Ngọc. Duyên Ngọc chưa? Tay dài chưa. Rồi ai nữa? Tú Ngô Cẩm có chưa? Tú Ngô Cẩm còn đẹp nè, có số rồi. Có số rồi hả? Rồi Tú Ngô Cẩm 125. Rồi được có vài cái áo xịn thôi á. Tuyết Hoa hả? Rồi Tú Ngô Cẩm chưa? Sao không bấm nè? Bấm nó chạy biêu. Tú Ngô Cẩm nè. Rồi ai nữa? Ra còn ai nè? Phạm Thanh Mai. Còn đầm không em? Dạ còn. Trời ơi, nhiều lắm, chứ đừng ngủ nha. Phạm Thanh Mai, ai nữa không? Thủy Nguyễn. Mấy chị ơi, kèm số điện thoại cho em nha, để mai mất công lộn người khác nữa. Em biết chị Thủy Nguyễn là cũ á, chị cho em xin lại nha chị ơi. Chị Hoài Hồ. Chị Hoài Hồ không có ép đó chị ơi. Chị Hoài Hồ ơi, không có ép nha. Nó có một size M à. Nó không có ép chị ơi. Nó có chuẩn size à, mà nó dễ bận lắm chị. Đó. Chị Hoài Hồ lấy đi chị. Hoài Hồ nè. Ờ, chị để lại đi, chị gửi về dưới mình tránh. Cái này đẹp dữ lắm luôn á. 125. Còn hai cái 125, chị nào bấm 125 em chốt nha. Còn cái áo này á là có một cái nè. Mấy cái kiểu nó mô đen vậy đó, ai ưng mua nha. Nè, nó có. Chị Hoài Hồ có chưa em? Chưa có. Chị Hoài Hồ thấy rồi đó, chốt đi. Sao nó bấm biêu con? Nè, cái kiểu này nó như vậy nè mấy chị. Cái kiểu này là một bên nó xoắn vậy nè. Một bên nó xoắn như vậy nha, một bên không. Đó, mấy chị nhìn nè. Một cái kiểu này. Rồi, mã số 1 100. Cái này thì nhỏ nha. Cái này thì 55 quay về đi. 55 quay về, mã số 1 100. Rồi hết rồi nha. Phạm Thanh Mai cái nữa thôi con. Phạm Thanh Mai cái nữa thì chốt đi nè. Phạm Thanh Mai có rồi mà. Có chừng dư á. Rồi cái này mã số 1 của ai? 100.000. Nó màu đen vậy đó. Rồi còn đầm nữa nè. Chị Châu có thích đầm không? Ờ đầm trắng không? Cái đầm trắng này nè, à, thấy vậy chứ ngoài đẹp lắm chị ơi. Em tâm đắc nhất luôn cái mẫu đầm trắng này nha. Dạ dạ cho chị xem. Đây đây cái 1-2 năm đưa lại còn dư một cái nè. Chị Nguyễn Thị Hồng xem. Phạm Thanh Mai một cái thôi nha. Phạm Thanh Mai một cái thôi nha. Nguyễn Thị Hồng.
bấm Nguyễn Thị Hồng chưa nè? Làm gì có Nguyễn Thị Hồng? Hồng Nguyễn á. Hồng Nguyễn là Nguyễn Thị Hồng á. Bấm chưa? Rồi. Rồi. Nguyễn Thị Hồng hay Hồng Nguyễn gì cũng được, là bỏ vô đi. Thẩm Thanh Mai. Thẩm Mai có rồi. Rồi cái này là mã số 1 là 100 ngàn. Nó model vậy nè. 55kg thôi nha. Cái này đẹp. Rồi lấy số 1 lên dùm em. Chị Nguyễn Thị Hồng ơi, sao nãy giờ em không thấy chị vậy? Đầm nhà em đẹp quá trời chị Hồng. Nè, cái đầm này là lon chốt cho khách mình là 500 ngàn. Mà mấy chị ơi, trong hình nó lại đẹp. Ở ngoài nó lại đẹp hơn trong hình. Nó ngược với những cái khác nha. Nó sẽ ngược với lại những cái khác. Người ta nói trong hình đẹp, ngoài nó không đẹp. Nhưng mà riêng cái này là ở ngoài nó đẹp hơn trong hình. Khi mấy chị nhận hàng là mấy chị ok nhất luôn. Rồi Lon đang cầm là trắng số 0. Trắng số 0 là tương đương với 50kg nha. Biết có sai không nữa nè. Rồi cái này trắng nè. Cái này kem hả? Cái này kem nha. Cái này hơi kem xíu nha. Duyên quê mã số 1 100 là Duyên quê. Chị Duyên quê hôm nay cho em xin lại số nha. Duyên quê hiếp cũ á. Rồi cái này Lon đang cầm là mã số 0. Mã số 0. Size số 0 là 50kg. Để Lon báo cho mấy chị nè. Size số 1 là 55kg đây. Size số 1 là 55kg đây. 500 ngàn yên tâm mà mua nha. Dạ cảm ơn chị Hạnh Cao. Nè mấy chị nhìn cái hàng của nhà Lon bán. Mấy chị nhìn. Yên tâm nha. Hàng hiệu hết luôn. Đó. Ngoài đẹp lắm. Cái ngoài nó đẹp lắm. Chỉ cần mấy chị mặc cái đầm này đi ra ngoài nó còn đẹp hơn. Ủa sao cái này số 0 luôn rồi. Vậy là có 50 với 55kg. Đầm kem 50-55kg nha. Rồi có vậy thôi á. Cái này là ngồi vô bịch để nó để dơ nè. Bé Na. Bé Na. Lấy bịch trắng này bỏ vô bịch trắng này vô. Nè đừng đừng làm. Nè bỏ vô. Bỏ vô. Số 0 với số 1 thôi đó. Nè. Số 0 là 50kg với số 1 là 55kg nha. Rồi bỏ vô đi con. Rồi bây giờ cái đầm trắng nè. Đầm trắng nó có số 2. Đầm trắng nó có số 2. Đầm trắng nó có số 2. Đầm trắng có số 3 là 60kg. Đầm trắng 1, 2, 3. Đầm trắng 2, 3 nha. Đầm trắng là 2, 2 với 3. Nè đầm trắng Lon đang cầm là 2 với 3. 2 là khoảng 57kg và 3 là khoảng 60kg nha. Cái này mai vừa mai ơi. Mấy chị ơi ở ngoài đó đẹp trời đất biết luôn mấy chị. Nè em để cho khách mình 500 luôn nha. Mã cái này là trắng 2, trắng 3. Trắng 2 là 55-57kg và trắng 3 là 60kg vừa nha. Trắng 2, trắng 3 chỉ có thằng này là bự nè. Bởi vậy mấy chị lụm cái đầm này cho em đi. Đừng suy nghĩ nha. Đừng suy nghĩ luôn. Đó. Nè mấy cái này độc lạ là có một cái nè mấy chị. Cái này thì hàng độc lạ nha. Nè cái này là có một cái thôi. Cái này thì từ 50kg cho đến 65kg nha. Ai mặc cũng vừa. Từ 50kg đến 65kg mấy chị nhiều. Nhìn đi mấy chị. Cái này bây giờ Lon chốt tặng mấy chị 250. Mấy chị nhanh tay nha. Một cái duy nhất là em sale nửa giá cho mấy chị đây. Đó. Dự trù của em là 300 đó. Dự trù của em là 300 á. Cái này là 500, sale 2 rưỡi cho mấy chị luôn. Đây mấy chị, dự trù của em là 300 nha. Đó, thì cái đầm này á nó rất là đơn giản nhưng mà nó là hàng hiệu thì nó đẹp. Mấy chị, 50 kg, 60 kg mặc được nha. Rồi chốt cho Lon 2 rưỡi đi. Cái này là Lon sale phân nửa giá cho mấy chị nè. Nó là hàng cao cấp nha mấy chị ơi, đúng một cái không bao giờ đụng hàng. Mấy chị, em thích cái gì mà có một mấy chị, ra đường đụng hàng. Cái này đẹp nè. Cái này chốt mình Lon mã đầm bông. Cái đầm bông này là size số 16 nhưng mà thực chất thì cái form của nó thì 60kg mua. Ai 55 đến 60kg mua, em 52kg em bận rộng. Thì thí dụ như bây giờ người nào mà ốm thì mua luôn phối nịt đây. Còn nếu như chốt thì 55 đến 60 mới đẹp nha. Đó, 60kg quay về cho em. 60 65kg nếu mà tướng đẹp 65kg nha. Nếu mà mấy chị tướng đẹp 65kg nha. Rồi đầm bông. Đầm bông này em tính đại cho mấy chị 2 rưỡi được không? Đại cho mấy chị 2 rưỡi kệ đi. Mấy chị ơi lẹ nha.
Cái đầm bông này là size số 16, tức là khoảng 55-60-65kg mua nha mấy chị nha. Thì cái này là có một cái thôi, dây kéo nằm ở sau nè. Đó, dây kéo nằm ở sau, hàng xuất xịn luôn. Đây mấy chị nhìn nè, hàng xuất xịn luôn. Rồi mấy chị ơi, lẹ tay giùm em nha. Đó. Rồi mấy chị nào mà ôi, có cái đầm này đẹp lắm rồi mà nãy giờ quên nữa nè. Em có hai cái đầm này, một cái thì bằng em là khoảng 50kg đi, còn cái lớn là 55kg. Em có hai cái đầm này thôi mấy chị ơi. Cái đầm này Phạm Thanh Mai là đầm 2,5 hả? À đầm đen phải không? Đầm đen Phạm Thanh Mai. Đầm bông. Rồi đầm bông ai? Đầm bông Thu Chương, tính 2,5 luôn. Rồi mấy chị ơi, cái đầm này á là mã số 2. Mã số 2 thì bây giờ thôi vậy đi. Mấy chị bấm vậy nè. Bấm 50 với 55kg. Đầm 50kg, đầm 55kg, tại em có hai cái nha. Dạ em chào chị Châu Ngô. Nè cái đầm này là em thích nhất trong vàng đầm này. Cái này em nói thật lòng luôn nha. Em thích nhất luôn là bởi vì em nhìn tấm hình là em đã thích rồi. Khi mà em sờ vải em thích nữa. Và em mặc vô là em đã hài lòng. Em mặc vô rồi. Nè em đang cầm là size số 2 nè. Cái này là như là 500 ha. Hàng xịn nữa nè, hàng chi. Số 0 với số 2. Số 0 là 50kg, số 2 là khoảng 57-58kg vừa nha. Nè em đang mặc, em mặc số 0 là vừa em nè. Để em thử cho mấy chị coi cái đầm này nè. Tại vì mấy chị biết sao không? Em like mà em mặc vô nãy giờ á, em bị đuối á mấy chị. Đó. Cái này là 480 thôi. Em tính 48 thôi nha. Em tính 48 thôi. Cái này là em nói trước với mấy chị luôn là ở ngoài đẹp lắm nha. Em có size số 2, size số 0. Này mấy chị, bên trong nó lót nè. Size số 2 với size số 0. Size số 0 là 50kg. Em 52kg mà bận vừa bon luôn. Là 52 quay về. Nguyễn Hoa lấy số 0, 48 thôi. Còn cái số 2 này nghe lời em nha. Chị Châu lấy. Cái số 2 này nghe lời em nha. Số 2 đẹp lắm. Cái size số 2 là, size số 2 này là khoảng 57-58 quay về là được nè. Thì 55 trở lên ok được nè. Nhưng mà cái này lên đồ mới biết nó đẹp. Trời ơi em hài lòng nhất cái đầm này luôn. Trời ơi sang lắm mấy chị ơi. Người nó bận vô đi biển, đeo mắt kính lên ha. Đeo mắt kính, đội nón rộng vành cho em là nó ứng bài luôn nè. Để em đưa cho mày coi cái đầm. Minh Châu bỏ cái nào 55. Đây nè con, Minh Châu bỏ cái này nè. Má chồng mày đó. Má chồng mày đó. Chốt, ừ, chết mồ nữa. Ai có nói gì không? Ê, nè, nè, đội với cái nón rộng vành này nè. Bây giờ nón này nó còn được 4 cái nè. 1, 2, 3, 4. Nè, bây giờ á, em chốt cho mấy chị. Em chốt tặng 240 còn 60 ngàn. Lẹ tay nha, nón kem. Nón Hàn Quốc nha, nhìn bên trong bên ngoài luôn nè. Đó. Rồi 60 ngàn nón kem, nón đen. Cười kìa. Cười. Trời ơi, nó có biết làm cái gì á chị ơi. Bởi vì em phải kiếm chỗ xa xa em gã, chứ kiếm gần tao bắn vốn chết luôn. Kiếm xa xa Cà Mau hay là gì đó. Đó. Đây mấy chị, 60 ngàn cái nón nha. Này bé nào chốt hàng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi mấy cái này học online không à. Đâu có đi học đi hành gì đâu. Có khi cô tới dạy kèm vậy thôi đó. Chứ nó sung sướng lắm, nó có làm gì đâu. Nó giời ơi. Nè nón đen với nón kem em tính 60 đó mấy chị tặng á. Mấy chị lấy đi. Rồi tới cái này nha. Cái này à mấy chị, cái này thì bây giờ vậy đi. Nè bây giờ cái đầm này Long đang cầm là mấy chị nhìn hiệu nè. Đã không? Cái này thì em nói thật luôn á, nó quá trời đẹp đi. Cái đầm vải 3D á, cái tay nó vậy nè. Trời ơi, nó đẹp dữ lắm luôn. Bây giờ Long đang cầm là đầm hồng. Đầm hồng size này chắc khoảng 55kg ha. Minh Châu vỏ biết nhà luôn á. Xin số điện thoại chi. Mình nó nói Minh Châu vỏ nãy giờ sao mua đồ không có số điện thoại kìa. Biết nhà luôn đó. Em đang cầm là, em đang cầm mấy chị ơi. Bây giờ vậy nè. Em đang cầm là cái này là 60kg nè. Bây giờ đầm hồng 55, đầm hồng 60kg. Có hai cái hả? Ơi có hai cái thôi.
một cái đầm hồng 55, một cái đầm hồng 60kg mấy chị. Một cái đầm hồng 55 là quay về thì 50 đổ lên được nè. Bây giờ Long là người 52kg, Long thử cái size số nhỏ cho mấy chị coi nè. Cái đầm hồng này bây giờ Long sẽ chốt cho 350, ưu tiên 350. Thanh Tuyền lấy nhiêu? 60kg. Đây Thanh Tuyền lấy 350, kệ đi, bữa nay em lời lớn cũng được, bán lấy mối thôi. Đầm hồng 55. Đầm hồng 55 ai vậy? Minh Châu. Trời ơi, vậy thôi tao khỏi mà. Nè. Khỏi thử, khỏi thử, chị Châu nhìn cái người ta chuyên nghiệp ta nhìn sơ cái là biết. Rồi tới đầm trắng em ơi. Đầm trắng này Long đang cầm là size 50kg nha. Đầm trắng 50kg nè mấy chị ơi, đầm trắng 350 luôn đi. Nè mấy chị nhìn nè, đầm trắng này thì em chốt cho 50kg nha. Tại vì cái đầm trắng này là size số 4. Thì bây giờ em 52kg thì em mặc nó vừa bon. Mấy chị ơi, mua nha. Em mới nó vừa bon à. Thì em sẽ chốt cho 50kg thôi nha. 50 quay về á nha. 50 quay về giùm em nha. Rồi bây giờ đầm xanh. Áo đen treo nhiêu vậy? Áo đen treo nhiêu vậy hả? Áo đen treo là khác hả chị? Cái khoác trên đó hả? Cái khoác trên là size L55, 57, 58 được á. Thì Long sẽ chốt 150 nha. Lấy chị đầm hồng 55kg em lấy rồi nha. Còn cái này là xanh nè. Xanh 350 luôn. Xanh 50kg nè. Ê, xanh 55kg nè chị Châu. Xanh 55kg nha. Xanh 55kg. Trắng này là 50kg á nha. Rồi bây giờ cái xanh này là 55kg trước đi. Đây là cái này của chế nè. Nè. 350. Đầm xanh size này là 60kg. Xanh 60kg con cái luôn. Này của Minh Châu Võ nè. Rồi mấy chị ơi, đầm xanh 55 và đầm xanh 60. Chị nào lấy chốt. Nè, cái này xanh 60, cái này Long đang mặc là xanh. Mấy chị, nói chung là hàng xuất khẩu đó mấy chị nhìn nè. Nó không đẹp nhưng mà lên mới đẹp. Ai? Thanh Tiền 60kg là 350. Còn cái 55kg nha. Thiếu Hoa đầm xanh. Thiếu Hoa lấy cái này, Thiếu Hoa là bả vừa cái này. Trời ơi, cái này em thích quá trời mấy chị mà không có hàng. Hiệu mà, bởi mấy chị thấy tại sao mà người ta, người nước ngoài người ta bận vô đơn giản mà đẹp. Hiệu nè, mấy chị nhìn nè. Cái này là dự trù của Lon là 500. Bây giờ Lon sẽ để cho mấy chị là 400. Mấy chị ưng đi, bấm đi. Hàng hiệu nha. Đây đây đây, má đang mặc nè. Thúy Hoa đầm đang mặc nè. Rồi rêu 400 chế châu nha. Nhận đi rồi kìa. Vải đẹp vô cùng, đúng cái hàng hiệu, không đụng hàng. Uy tín luôn nha. Đó, Tiếng Hoa là mẹ lọc ra đó. Hết rồi. Thanh Thúy xanh 60 là hết đó. Rồi rêu này là ai? Rêu 55kg nè. Hoàng, rêu 57kg được. Rêu 55-57kg được. Nè em 52 là dư sức qua cầu. Mấy chị nhìn rêu này Long để 400 nha. Chị Châu lấy. Chị Châu lấy, nó đơn giản mà nó đẹp lắm. Nó đơn giản mà đẹp lắm chứ ơi. Nè, 400. 400 nha. Cái này vải đẹp vô cùng luôn. Cái này thì bây giờ là 560, em giảm còn 400. 400. Nhận đi rồi biết. Chế Châu ơi, cái vải gì em không biết nhưng mà nó là một cái loại giống như là tơ tằm vậy đó, siêu nhẹ siêu mát mà siêu đẹp.
400.000 mấy chị ơi, em đang cầm là size số 6, hôm nay giảm hết trời. Size số 6 mấy chị ơi, size số 8 nè, size số 8 nè, size số 8 nè, size số 12 là có 65kg nè. Rồi mấy chị ơi, rằm sọc kèm ký nha. Rồi số 6 là nhỏ nhất. Số 14, số 14 là để em báo hình như là 70kg vừa. Rồi mấy chị ơi, lên ký em chốt cho. Để Lâu trả nợ cái chị này, cái này cái riêu coi. Na na lộc. À, chốt đi Châu á. Nè, mấy chị nhìn nè. Mấy chị thấy không? Em không có làm gì hết trơn. Nó đẹp là nó đẹp tự nhiên à. Khi mà kéo lên là cái vòng eo nó tự nhiên. Mấy chị ơi, cái này đẹp lắm. Bây giờ mấy chị bấm vậy nè. Bây giờ mấy chị bấm sọc 400.000, 50kg đổ lên đi, cho đến 70kg. Thì 50kg là bây giờ em 52kg bận vậy thì 50kg vẫn được mà, đúng không? 50kg vẫn được mà ha. Thì bây giờ mấy chị nào lấy thì chốt. Nhưng mà này nếu mà chị Châu lấy chắc em lấy cái số 6 được rồi. Số 6 con cái rồi nha, mỗi thứ con cái thôi. Mấy chị ơi, sọc 400 kèm cho em xin cái ký nha. Đó. Chị nhìn nè, bên trong nó lót khung lụa nè. Mấy chị nhìn nè. Đó, mấy chị nhìn nè, không cần làm gì hết trơn. Sang dữ lắm mấy chị nha, sang dữ lắm. Chị nào lấy sọc kèm ký nha. Bây giờ em 52kg bận dày thì 70kg vẫn được. Mấy chị lên ký cho em đi. Cái này mà có cái mắt kính ở đây lên cho mấy chị coi. Lên mắt kính đó, mấy chị đi chơi đi du lịch mặc lên đẹp lắm mấy chị nha. Sáng ngày mai mấy chị vô live stream của em nha. Ngày mai em sẽ ưu tiên cho mấy chị ngày nữa bán không lợi nhuận luôn. Hàng đẹp, bao đẹp cho mấy chị. Em có lên hàng cũ đâu, em lên hàng mới. Ngày mai là có set nè, có bộ thái nè, có áo cuộn của hàng Gap á, hàng xuất á, có 45, có nhiêu ta, nãy đặt nhiều, 45.000, sỉ 38. Hồi nãy sờ vô là sướng tay, hàng xuất mà. Bởi mấy chị mua đi, có nhiều người mặc được rồi, cái thấy mấy năm sau mận, đổi cái áo bận cũ ngon quá mà giờ muốn mua nữa không có, là tự sao có nữa đâu. Cái đầm này lãi lô mặt đầu lai luôn nè. Bây giờ nó còn cái số 1 nè, 55kg nha. Chị nào lấy cái này thì Long để khách 500.000. Số 1 500.000. Cái đầm này đẹp nhất luôn ha, 55kg. Số 1 500.000. Mấy chị ơi, lẹ tay giùm em nha. Cái này là cái hồi nãy Long mặc đầu lai luôn á, mà hồi nãy tới 5-6 cái mà hết rồi đó. Bây giờ chị nào lấy 55kg thì lấy cái này mã số 1. Mã số 1 500.000. Còn cái đầm Long đang mặc là chốt 400.000 nha. Chốt 400.000. Nè cái này có con cái rồi nha. Cái này nó lúc rồi, nó này lúc mà nó ủi á, chỗ này nó hơi nóng một xíu chứ không có sao, nhưng mà thôi bớt ra cho. Cái này là 560kg quay về. Cái này là zoom á nha. Zoom 60kg quay về thì Long nghĩ 50kg trở lên ok. Cái zoom này chị Châu lấy đi chị. Nè, zoom nhiều người hỏi lắm hả? Có con cái à nha. Nhưng mà Long nói trước luôn là ở ngoài đẹp lắm, tại vì em đã nói là hàng xịn mà. Nha mấy chị nha. 50kg đổ lên, 60 đổ về. Cái zoom này là 500 đó, mà bây giờ em tính cho khách mình là 350 đi. Là 350 là ưu tiên cho mấy chị nha. Là tại vì ủi nó nóng ở chỗ này thôi chứ không có bị lỗi nha. Còn không ưng này thôi chứ em không có bớt nữa đâu. Size số 8 nè. Con để 350 nhưng mà em thật sự với mấy chị luôn là quá đẹp. Cái zoom này bận lên là mang một cái đôi giày búp bê ha, đi chơi. Giày dây rồi á. Nè mấy chị nhìn nè. Chị nào lấy chốt đi 350 thôi. Con tính 350 thôi. Nè, con có cái đầm này, cái màu này là màu cam. Giống như đỏ vậy, đầm này 65 quay về thì 60 đổ lên mua nha. Cái đầm này là 300. Bây giờ Long tính nhiêu ta?
2,5 đi. Chị nào lấy cái này chốt cho lon mã cam 2,5. 65 kg chị tươi đâu ta? Lâu tính 2,5 cho chị tươi nè, chị tươi cái này có 1 cái thôi kệ đi. 65 kg nha, cái này bự quá em không mặc thử cho mấy chị coi, nhưng mà nó là hàng xuất thì rẻ rồi. Hàng xuất không ai bán cho mấy chị giá này đâu. Thậm chí 70 kg vừa nha, ai 60 65 70 kg mua nha. 70 kg thì cao ráo một chút nha. Ai 70 kg cũng được luôn. Size số này là size 2XL có 1 cái thôi. Rồi, cái này là mã sọc nha. Mã sọc này size L. Mã sọc này 55 kg nha mấy chị, size L chuẩn luôn, 55 kg vừa. Cái này lên mã sọc nha, mã sọc đúng một cái luôn. Mã sọc mấy chị thấy không, rõ ràng là em bán 300 mà lên live thấy mấy chị cái là em tự động giảm cho mấy chị đó. Kim nha. Ờ chị tươi còn kìa, trời ơi chị tươi ơi, cái đầm này chị bận đẹp lắm. Trời ơi, phải chị Tết mà chị tươi có được cái đầm này, chị tươi bận mùng 1. Không tươi ở gì mình tránh, đâu không biết rồi. À 2,5. Rồi sọc luôn, sọc 55 kg nhưng mà lâu để 2,5 luôn, kệ đi. Nha, em sắp nghỉ rồi nha mấy chị, tại vì em chỉ like chơi chơi thôi. Chứ ban ngày á em like một like rồi mà giờ em không ngồi nữa đâu. Sọc. Ừ, sọc 2,5 cho Minh Châu Võ nè. Like chơi chơi thôi nha chứ không like nổi nữa, ngày mai 10 giờ bắt đầu em lên like lại rồi. Nè, cái này có 1 cái nè, mấy chị chốt lon mã 3D. 3D này L nhưng mà sao lon thấy có thể 60 kg được á. Nhưng mà ai 55 kg đến 60 kg mới mua nha mấy chị nha. Mã 3D rồi lon 2,5 luôn, kệ đi. Rồi bây giờ lon làm biến mặt quá thôi, bây giờ kệ đi, cầm lên là em bán vốn cho mấy chị hết thật sự luôn mà em không có nói dốc nha. Đó, bây giờ chị nào lấy thì lên cho lon mã 3D. Mấy bà chị ơi kệ 2,5 luôn đi. Đó, mua sao bán vậy đó. Mã 3D, mã 3D nha. Mã 3D có 1 cái 65 kg nè. Mã 3D có 1 cái 65 kg nè, em tính 2,5 luôn. 3D. 3D là 2,5. Rồi còn cái lớn. Chị Trúc Mai còn 2X à, được không? 2X thì khoảng 65 kg á, Mai ơi. Chị Mai là cái đó là vừa. Chị Mai cái đó là vừa nhưng mà bây giờ chị Châu lấy trước rồi. Đó. Bây giờ chị Mai có lấy lớn thì lấy lớn nha, lớn là 65 kg nha. Tính 2,5 đi kệ đi. Tính 2,5 cho chị Mai, chị cho chị nào lên nha, mã 3D lớn nha, 3D lớn, 65 kg. Rồi cái này có 1 cái bấm số 1 giùm em đi. Chị tôi lấy luôn. Chị tôi lấy này, ê cây viết đó cẩn thận. Chúc Mai được. Chúc Mai nói là sao? Được. Được hả? Được thì chị lấy á, là chị tôi không có. Nè. Kim tôi không có. Vậy là tôi không có. Đáng lẽ là chị tôi đọc tên rồi nhưng mà chị Mai chỉ nói được. Rồi cái này là cái này bà Mai vừa là lẹ đi. Cái này lon chốt cho chị em mình nào 55 đến 60 kg nha. Trời ơi 2,5 nữa hả? Chắc em xỉu quá mấy chị ơi, cái này mấy chị mua lẹ đi. Trời ơi chết em rồi, cái này dúng tay nè, đẹp nè. Cái này 60 kg vừa nè, Mai lẹ nha. Lon tính 2,5. Mai ơi, Mai nhận hàng hiệu rồi mà Mai mua được giá này là không ai có đâu nghe. Trời ơi. Thức đêm thức hôm với bà tôi bán chứ không có lời. Đó. Cái đó là 2,5 là ai lấy lên. Ai lấy lên cho em mã đó là mã Lưu Mỹ Mỹ. Lưu Mỹ Mỹ, ừ, mã 1. Nguyễn Hiếu 1 luôn. Không, Lưu Mỹ Mỹ có, Nguyễn Hiếu không có. Minh Châu vỏ đen. Minh Châu vỏ đen hết luôn. Bây giờ trắng nè. Hồng Nguyễn 60. Nè, cái này là 60 kg nè, mã trắng, 2,5 luôn. Kệ đi. Sắp nghỉ rồi. Kệ đi. Chị nào lấy trắng lên trắng nha, 2,5 luôn, 60 kg. Mã trắng 60 kg, mã trắng 60 kg. Mã trắng 60 kg nha. Mấy chế, cái này mã 2 nha, 55 kg. Mã 2 55 kg. Mã 2 55 quay về thì 58, ố quên, 48 đổ lên. Nguyễn Hiếu trắng, Nguyễn Hiếu. Chị Nguyễn Hiếu có số chưa? Không không, Nguyễn Hiếu trước là có quyền mình Nguyễn Hiếu à. Cái này là 55 kg nè. Cái này cái tay nó phồng mà lâu để 2,5 là ai có mấy chị? Ai có mấy chị? Lẹ đi. Ai có ai bán, giờ làm biến thử qua mặt bán, cầm lên bán vốn hết cho mấy chị nè. Để làm chi, mấy chị nhận xong ngày mai mấy chị sẽ vô mua. Giờ em nói 500 mấy chị cũng mua nữa, tại mấy chị thích rồi. Còn bây giờ em kệ đi, em mặc hết nổi rồi mấy chị. Tại vì khi mà em mướn người mẫu like á, thì nó chỉ mặc vô rồi em ngồi em nói thôi. Thì cái thời gian đó em có thể ngồi nói chuyện với mấy chị được. Bây giờ em vừa mặc vừa like, hồi em xỉu đùng luôn á. Đó. Nè, lẹ nha. Mã 2, 2,5. Mã 2, 50. Mã 2 Mỹ Viện, mã 2 Mỹ Viện. Mỹ Viện ơi, có một size à, Mỹ Viện được nha em. Mỹ Viện 2,5. Mỹ Viện. Trắng hết rồi hả? Cái trắng bán rồi. Mã 2. Dạ thôi chị Minh Châu 2,5. Rồi. Còn cái này mới đẹp nè. Cái này mấy chị hay để ý mấy cái con nước ngoài nó hay bằng cái đầm này nè.
là cái đầm này á, là hàng nó giống như là Michael Kors gì đó, giống như là Michael Kors nhưng mà không phải. Cái này là size 12. Hai cái này bằng nhau, mã 12. Mã 12 này Lon chốt cho mấy chị là mai vừa nha. 55kg cho đến 60kg em bao hè. Cái này là Lon nói thiệt lòng với mấy chị luôn á, là ở ngoài nó đẹp lắm nha. Mã 12. Trời ơi, 2,5 nữa hả? Chết em luôn á. Mã 12. 55 đến 60kg. Mã 12. Mã 12. Hồng Nguyễn mã 12, Lon tính 2,5. Trời, bữa nay bán vốn không. Mã 12 cho chị Châu luôn. Rồi 2,5 luôn. Rồi, hết rồi nha con. Bây giờ cái sọc này nè, Lon có L 2X và 1X. Thì bây giờ sọc, sọc nó có 3 size. Sọc 55 đến 65kg. Mua 12 Lon hết rồi. Bây giờ chơi lớn 2,5 nữa. Kêu bé Na ra à, kêu bé Na ra bán cái gì? Kêu bé Na à, bận chị Lai. Trời ơi, cái tướng nó nhùm mà. Có 4 mấy ký. Nè, Lon đang cầm là L. Nè mấy chị ơi à, trời ơi à, ở đâu có 2,5 vậy? Mấy chị bữa nay kệ đi, em dụ mấy chị đó, em cố ý bán rẻ mấy chị nè. Mấy chị ơi, bán rẻ mấy chị, ngày mai mấy chị sẽ nói ờ Lon lên hàng xuất khẩu là canh mua nha. Chị Chi Trần lấy mã 12. Chi Trần, Chi Trần, Chi Trần bự không ta? Chi Trần lấy sao? Tức là L 1X 2X. Chi Trần 1X 2X. Chi Trần lấy 1X ha. Nguyễn Hằng là lớn nè. Nguyễn Hằng 65kg 2,5 nè. Nguyễn Hằng lớn nè. Mờ quá ha chị. Mờ là do mạng á. Lúc được lúc không, lúc ẩn lúc mờ vậy đó. Chị Chi Trần nói cho Lon biết là bao nhiêu ký nha. Sọc Hoàng Diễm. Hoàng Diễm hết lớn rồi đó. Chi Trần lấy à, chị Nguyễn Hằng lấy rồi. Bây giờ em còn cái 55, cái 60kg. Chị nào lấy chốt. Tí Ho Nguyễn sọc nhỏ nè. Tí Ho Nguyễn sọc nhỏ. Rồi bây giờ Chi Trần chắc lấy này quá à. Này Chi Trần đi. Chi Trần cái này đi. Rồi cái này là mấy chị ơi, Michael Kors mà nó bỏ cái mạc rồi. Nó bỏ rồi, nó không có dám để đâu mấy chị. Để là nó không có làm ăn được luôn á. Nên là mấy chị lấy cái này lên bi đi. Em chỉ báo ký thôi à. Chị Châu ơi, cái này nhà mình có ai mà 70kg thì lấy nha chị ơi. Cái này là mắc lắm nhưng mà Lon vẫn để 2,5. Cái đầm này mắc nha nhưng mà Lon vẫn để 2,5 nè. 70kg vừa, nhà mình có ai có không? Mấy chị ơi, nếu mà ai mà mua được cái đầm này 250, em đi bằng cái gì luôn, đừng nói bằng đầu. Lẹ đi. Nhận được cái đầm này đi. Là 10 năm sau nó vẫn y như vậy nha. Rồi bi, bi 70kg trong nhà mình có ai không? Rồi chị Châu, 2,5. Nhiều khi chị mẫn vừa, chỉ có cha gia đình chị em chị mặc. Đây mấy chị, cái đầm này nữa là hết rồi nha. Lon để 2,5 luôn. Nhưng mà để Lon báo ký cho mấy chị nè. Bây giờ là L 55kg nè. Mấy chị ơi, L 55kg nha. Rồi bây giờ sọc. L 55kg sọc nè. L 55kg sọc nè. Chị Trần em lấy bông. Em lấy cái bông á chị, vậy Chi Trần không lấy hả? À vậy là Chi Trần bỏ lại. Bông hết rồi nha Chi Trần ơi. Vậy là Lon còn một cái sọc 60kg. Chị nào lấy lên giùm em. Rồi L luôn nè. Rồi 55kg sọc 2,5 mấy chị. Lon có một cái M, M là 50kg. Em có một cái M. M là em vừa luôn á mấy chị. 50kg đi, Lon chốt 50kg đi. Rồi còn cái này là sọc nè. Sọc L. Sọc L để Lon thử cho mấy chị. Lon tính 2,5 nha. Kéo về mẹ nè. Đầm bi có sao nhỏ không? Đầm bi không, có một cái duy nhất là ai vậy? Kim Susan. Không, Kim Susan không có. Có một cái 70kg, đúng một cái hàng xuất dư. Sọc 60. Sọc không có 60, họ sọc 55 thôi. Sọc 50, 55 nha. Tí Hoan Nguyễn mà. Tí Hoan Nguyễn lấy mờ. Vậy bà Tí Hoan này là bai. Tí Hoan lắm hay gì đó. Tí Hoan Nguyễn 2,5 nè. Đây Lon nó mặc L. Mấy chị 50-55kg bao hàng. Mấy chị yên tâm nha. Nè, mấy chị nhìn nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Bán 2,5 ai có trời ơi. Ai có. Rồi bây giờ là sọc ai lên em chốt. Thì chốt Tí Hoan Nguyễn đi. Em mò Lon hết rồi. Chị Chi Nguyễn có lấy lời thì chốt nha. 50kg cũng được không sao chị ơi. Không sao đâu chị ơi. Mi Thi sọc. Ai ai? Mi Thi. Mi Thi có, Mi Thi có.
My Thi không có M nha, có L thôi chị, nhưng mà 50kg không sao. Đây nè chị, em 52kg em bận nè, nghĩa là mấy chị rộng rãi tí cũng không sao đâu nha. Rồi chị My Thi có lấy thì báo nha. Chị My Thi yên tâm đi, cái này không có giọng thùng thình, em cam đoan với chị luôn. Hoặc là nếu chị thích ôm, chị về chị kêu thợ may nó chích cho chị một miếng ben nữa là đâu vô đó luôn. Tại hàng xuất dư này không mua là uổng nha. Phương Trần nè. Rồi My Thi đi, nghe lời tôi đi bà, để ngày mai không có nữa đâu nhé. Chốt My Thi đi người đẹp ơi. Bây giờ chốt lộn xộn nha, lộn xộn cái nè. Nè cái đầm này nè, đố ai biết được cái đầm này đẹp cỡ nào. Thấy vậy đó hả? Chưa có đồng ý. Chị My Thi không đồng ý hả? Nhưng mà chị My Thi dễ lắm, chị My Thi mua quen mà. Cái đầm này nè, mà mấy chị ở đầm này luôn sẽ có một cái duy nhất này là 400.000. Tí Hoan Nguyễn vừa cho chị em mời đi em ấy. Cảm ơn chị Tí Hoan Nguyễn. Rồi chốt My Thi em mờ. Chị Tí Hoan Nguyễn lấy L. My Thi hay Tí Hoan Nguyễn? Con xin ai? My Thi cho hôm nay cho xin lại số nha, tại hôm nay Long chốt bằng trang mới á. Em chào chị Yến Nhi, tên lớn không chị? Nè, Long có cái đầm này là chốt cho Long mã đầm to 300 cho mấy chị luôn. Cái đầm to này không có già nha. Cái đầm to này Long chốt cho người nào 70kg mua. Thì thí dụ như 65kg hay 75kg vẫn được nha. Đầm to 300, rồi cái duy nhất không bao giờ đụng hàng, hàng xuất mà mấy chị ơi. Đó, mấy chị thấy rõ ràng chưa? 400 đó mà bây giờ Long bán 300 luôn, vậy đi. Cái đầm to này đẹp lắm nha. Cái đầm to này em bán cho chị giá này luôn, đầm to. Cái này là đầm xanh có con cái luôn. Đầm xanh là có con cái luôn. Nè, đầm xanh 55 56kg nha. Ê, 55kg à. 50 đến 55kg thôi, đầm xanh. Đầm xanh 400 mà giờ hạ còn 300, ai lấy lấy. Vậy đi. Chị tôi lấy 300 hả? Đúng rồi. Rồi chị tôi nhận được cái đầm này là chị có nhức nách luôn, nói gì nữa. 300. Rồi này 300 đầm xanh luôn, chơi mấy chị em ơi. Chơi cho mấy chị luôn. Đầm xanh 300. Kim tươi chưa có số điện thoại. Không, kim tươi gửi về bên trắng. Tươi quen. Nè em thử cho mấy chị coi đầm xanh 300 nha. Cảm ơn Yến Nhi. Dạ chị Ngọc tiếp Phạm ơi, ngày sáng ngày mai tụi nó vô nó chốt nha. Rồi bữa nay bác khai trương ngót ngót cũng được 100 đơn. Dạ mặn đơn của em cũng nhiều. Có người 1 triệu, người 500 vậy đó. Nè, 55kg vừa nha, 50 đến 55kg em chốt 300 thôi. Mấy chế ơi, nhận đi rồi ghiền. Đúng một cái không bao giờ đụng hàng. Chế xui tao phải xanh đó mà xem ra ta. Nè, chốt 50 đến 55kg nha. Tại vì cái này lon 52kg lon mặt cũng vừa. Nhưng mà 50kg mặt cũng đẹp, mà 55kg cũng được luôn. Tại vì cái này nó có được, có cái chất nó hơi giãn giãn tí nị à. Nhưng mà nó may cái đầm xéo nè, nhìn cái dáng đồ rất là đẹp. Đó, chị nào muốn lấy cái này thì lên, tại em đang mặc hai đầm á mấy chị. Em đang mặc hai đầm á. 300 luôn đi. 300 luôn. Hồi sáng này Long định nói với chị Châu là mua zoom hôn. Cái zoom này á Long có 3 size hay là 2 size gì á. Nhưng mà zoom này là hàng mắc tiền, nó đẹp lắm. Nè, cái zoom này là size số 2 với lại size số 0. Số 0 là 50kg, số 2 là 55kg. Bây giờ á em số 0 là em vừa rồi. Cái zoom này 500 đó mấy chị, nhưng mà em tính 450 nha. Kệ đi, mấy chị nhận đi. Cái zoom này để dành đi tiệc nha mấy chị nha. Đó, mấy chị thấy không? Em bán hôm nay cho mấy chị là không còn lời lãi gì hết. Cái zoom này để dành đi tiệc cho Lon nha. Hàng hiệu mà. Một cái 50kg và một cái 55kg nha mấy chị. Lẹ tay giùm em đi, hôm nay ưu tiên cho. Hàng test là hàng hiệu nha mấy chị ơi. Cái hiệu này mắc nha. Zoom ai? Lan Huỳnh. Lan Huỳnh lấy zoom 55kg rồi. Lại nói nhiều. Lan Huỳnh có 52 hả? Chị lấy số 0 thôi bằng em nè. Bằng Lon nè. Lan Huỳnh nãy nói nhiều. Ý là nói nhiêu tiền?
Để Long thử cho chị Lan Huỳnh coi cái số 52kg nha. Để ra đi, để đi. Nãy nói nhiêu? 4,5 á. Nè, Long thử cho chị Lan Huỳnh coi là tôi với bà là 52kg nè. Rồi zoom khó mặt hơn đầm mấy chị. Để em thử cho mấy chị coi. Zoom khó mặt hơn đầm đó. Lột cái đầm này ra mới được. Tại zoom nó khó mặt hơn đầm. Zoom là phải chuẩn dáng. Ủa cái đầm mẹ đang đang mặc là có ai chốt không ta? Không. Nè mấy chị thấy không? Đó. Mấy chị thấy không? Đó, chị thấy không? Rõ ràng là nó chuẩn, không cần chỉnh cái gì luôn á. Chị thấy rõ ràng không? Nè. Mang cái giỏ sách lên. Cái giỏ sách hộp đấy, nãy bán rồi. Cho mượn đi. Cái đây, cái giỏ sách này là tao có không? Thôi chạy lấy cái mẫu cho mượn xíu, trả liền cho. Cái túi này á, ngày hôm nay nếu mà chị nào có mua đầm của em á, là em ưu tiên cho 290 à. Mà còn có 130 à. Kệ đi ha. Đó. Trời ơi. Lan Huỳnh lấy em. Trời ơi nó đẹp lắm bà Lan Huỳnh ơi, nó co giãn, cái vải nó co giãn, nó không phải là thun đâu nghe, nhưng mà cái chất của nó có giãn. Rồi ai lấy túi Long tặng 130 nè, lẹ tay đi. Trả em nè. Cái túi nó có tên rồi. Lan Huỳnh lấy em. Ừ Lan Huỳnh à, nãy má tính 4,5. Cởi áo khoác sao? Cởi áo khoác sao gì? Coi. Coi áo khoác làm sao mà dịch hay quá nè. Mai tao đuổi việc mẹ nè. Cởi cái đó nha. Mai tao đuổi việc mày. Túi luôn. Ai lấy túi thì chốt túi. Lan Huỳnh. Ok. Ừ cái đầm này là chị Châu còn không ta? Cái đầm này Lan Huỳnh mua nha. Size số 6 là tụi mình 50 đến 55kg mua nha. Size số 6 này tụi mình 50 đến 55kg mặc được nè mấy chế ơi. À, cái này thì không có size nữa đâu nhưng mà nó đẹp. Cái này là à, giá của nó là 500 nữa nè, nhưng mà Long sẽ để cho khách mình là 370.000. Rồi chị em ơi, 370.000. Kệ đi, đó, 50-55kg ở trên nè. Rồi bây giờ Long đang mặc là 370.000, chị nào mua chốt. À, con cái nhỏ nè. 50kg nè, có một cái 50kg nha. Một cái 50kg và một cái 55kg nè. Chị nào lấy chốt. Chị gắm hồng muốn xem cái khoác. Chị gắm hồng muốn xem cái khoác thì cái nếu mà không phải thì em cũng bán tặng luôn cái này cho. Đầm có hay hết không? Không. Không, Uyên Nguyễn không có. Đầm này Long chốt 50 đến 55kg được hai cái nha, size số 4 và size số 6, hàng xuất mà. Bây giờ cái này em bữa Long bán 140. Đúng giá nó 3,5. Con nít 35kg, người lớn 55kg nha. Con nít 35, người lớn 55. Nè lẹ nha, ai chụp liền. Ai chụp liền Long tặng 75. Đã nói rồi, ai chụp liền thì chụp nha. Em lỗ cho nha. Em nhập vô trăm mấy đó, thiệt sự luôn. 75. Chơi. Rồi, chị nào lấy lên đầm. Đầm 37 nha. Chị Lan Huỳnh nữa hả? À chị Lan Huỳnh, ừ đây nè. Lan Huỳnh nè, Lan Huỳnh đổi lại thôi. Bé bò. Bé bò. Bé bò 3,5 là gì? 55 3,5. Bé bò 370 mấy chị. Chị bé bò, cái đầm này em mặc là chị vừa nè chị. Nhưng mà là 5370 nha chị ơi. À chị bé bo 37. Nè bé bo 37 nè. Biết ai không? Mẹ Ngân á. Bảo Ngân. Nè cái này 400 nè. Đó mấy chị thấy chưa. Bây giờ 350 luôn mấy bé. Rồi bữa nay giảm không đó. Bé bo hả? Bé bo thì có số điện thoại rồi nhưng mà hôm nay Lan Trang bay. Chị bé bo hôm nay chị cho em xin lại số nha, để cho nó lưu vô máy một lần nữa. Tại vì hôm nay Lan Trang fanpage á nên là không có số á. Hôm bữa Lan Trang cá nhân thì có.
Cái mỹ viện 37 nha em. Cái mỹ viện cho xin số điện thoại luôn. Mỹ viện tụi nó biết rồi, mỹ viện tụi nó giao. Hồ Phương Khanh. Hồ Phương Khanh là cũng được. Mẹ Hồ Phương Khanh với mỹ viện cho nó xin số một lần nữa nha. Nè cái này là 350 nha. Nè cái này là nhanh tay mấy chị. Chứ Châu ơi đúng một cái chị ơi, không suy nghĩ nha, em nói trước luôn là cái đầm này là đông vừa ý nhất luôn. Mấy chị biết làm sao không? Mấy chị biết làm sao không? Nó là hàng xịn cho nên thử lên đẹp lắm. Không suy nghĩ em đã nói rồi, cái này không suy nghĩ. 350 lẹ tay giùm em. Tự nhiên lúc rày ham vàng quá. Ráng kiếm tiền ra mua chỉ giữa đeo, chỉ hai chỉ đeo coi trời ơi nữa nè. Vàng thiệt lên lên đẹp. Đó. Này vàng ý, ý ẹ. Em cảm ơn chị bé Vơ nha. Đây này. Này cái like trang này á, nó không có số của mấy chị. À, chị Bảo Ngọc. Lưu địa chỉ của Bảo Ngọc đi con. Bảo Ngọc này hồi trưa này có chút đồ nhưng mà không biết đi chưa, mà sao giờ này xin địa chỉ mới địa chỉ. Bảo Ngọc. Rồi, chị Nguyễn Hoa lấy cái đầm mẹ mặc nha nè. Chị Nguyễn Hoa ơi. Bây giờ vậy nè, cái nón này là 240 lon size 60 có lấy không? Bỏ vô luôn. Nón Hàn Quốc nè. Nón 60 cho mấy chị luôn. Nè nè, Long nói cái này nè. Long nói cái này đơn giản mà lên đồ đẹp, để nói cho mấy chị biết cái này quá đẹp. 55 kg vừa nhưng mà 350 này là của chị Nguyễn Hoa lấy rồi. Nè cái này 400 nè. Long để cái đầm ren này 300 luôn. Cái đầm ren 55 kg vừa nha. Là Nguyễn Hoa. 350 nha, nè lột nè. Ừ, là Nguyễn Hoa xong rồi đó. Ừ. Là Nguyễn Hoa lấy rồi, có chốt người khác nữa là nó tùm lum. Cái đầm ren 300 nha, một cái duy nhất nè, mấy chị lẹ đi, em nói thật lòng luôn. Em nói thật lòng luôn, mấy chị nhìn không bao giờ biết đẹp. Không bao giờ biết đẹp. Em đã nói rồi, không bao giờ biết đẹp, em bán 300 mấy chị nhận được. Nó là hàng hiệu thì nó phải đẹp. Thiệt, lấy đi, nghe lời luôn. Nha, nè. Mấy chị thấy không? Nó là hàng hiệu là nó phải đẹp. Có một cái thôi, lon chốt 300. Trời ơi, mấy chị lên đồ phải đẹp hơn em mà. Thì mấy chị mà lên đồ là phải đẹp hơn lon nhiều. 55 kg vừa nha, 48 đổ lên. Ren 300. Giờ dây chuyền này xấu quá à chị ơi, để em trang trí chơi. Mấy chị muốn phụ kiện để bữa nào em đi à, em đi ăn đông em lấy phụ kiện một bữa. Trời ơi hồi đó em bán phụ kiện Nguyễn ghê lắm kìa. Em mê. Nguyễn Hoa lấy nó. Nguyễn Hoa lấy nó, hồi đó em mê phụ kiện mà em mua về bị mất, em ghét em không bán nữa. Tức là mấy chị biết sao không? Em bán, em trang trí lên đầm, em treo trên shop như nè. Trời ơi nó đẹp, trời đất biết luôn. Nó cái đầm nó đẹp là do cộng dây, đúng không? Mà một sợi em mua trăm mấy có rẻ đâu. Mà em về em nói nếu mà ai mua cái đầm á, Long sẵn sàng bán là rẻ cho mấy chị cộng dây cũng được. Đầm, nhưng mà không có thấy đồng bạc nào hết trơn, mất tiêu hết trơn rồi mấy bà. Chi Nguyễn đầm ren. Đầm ren đó. Đầm ren đó. Đầm ren. Đầm ren đó. 300. Chi Nguyễn hả? Rồi cái này là nón 60 ai? Nón 60 gì Nguyễn Hoa. Nguyễn Hoa nè, chốt đi. Đó, thành ra là mất tiêu hết trơn à, em biết nó đi từ đâu luôn á. Hôm bữa bà kia em phát hiện ra bà lấy của em ở trong phòng thay đồ, em thấy cái túi quần của bà nhét cọng dây mà hên sao tự nhiên phát hiện ra nó ló ra. Cái em mới nói chị cái cọng dây đó chưa tính tiền hả chị. Cái bà mới nói là tại vì bà có ý bà lấy mà, bà có ý bà lấy mà, chứ nếu mà bà nếu em tặng thì em phải tặng công khai chứ. Nhưng bà biết em không tặng, bà biết em bán, nhưng mà bà thích quá bà bỏ túi bà luôn. Sau em nhìn vô em thấy nó ló ra đi, cái em nói bà vậy, cái bà cũng hơi khựng thượng tại vì bà có ý bà lấy mà. Cái bà mới nói, ủa tôi tưởng tao tặng chung với đầm. Bà nói gì đó. Nè. Đầm nó nhiều. Lột hả? Ai vậy? Minh Châu. Chị Châu lấy đầm này hả? Để nói giá cho rẻ. Cái từ đó cái em nản quá, em không về đầm nữa. À, từ đó em nản luôn. À, em không về dây nữa. Mấy chị ơi, vàng. Cái vàng này lo kệ, lo tính 300 đó. Vàng 60 kg nha.
Vàng này 55 đến 60 kg mua nha, nhỏ đừng mua. À, chế Châu cái đồng này Long chế tính cho chế Châu 300 á. Em có đầm vàng này là một cái 60, một cái 65 kg đó, ai lấy chút đi. Mấy chị biết làm sao không? Mấy chị biết làm sao không? Cái đầm này nè, nó đẹp lắm. Cái tay nó phồng, mà em mấy chị thấy em đăng hình không? Mấy chị thấy đăng hình thấy mê không? Cái con này nó bận, nó đẹp gì đâu á. Mấy chị nhìn nè, cái này đang mạ 60 kg nha, và một cái 65 kg. Đầm vàng 60, một cái đầm vàng 65, được hai cái nha. Mấy chị rõ ràng là 400 mà em bán 300, mấy chị không mua thì thôi luôn. Bữa nay nói thật lòng với mấy chị là tối nay là em bán cho mấy chị để cố ý cho mấy chị nhận được hàng nhà em. Để nhờ mấy chị lấy em lấy mối mấy chị thôi. Chứ thật sự mấy chị không bao giờ mua chỗ nào được một cái đầm hiệu mà giá 300 ngàn hết nha. Nha mấy chị nha. Em đang mặc là 60 và một cái 65kg. Vàng 60 vàng 65. Em tính 300 cho mấy chị là em không còn lời gì hết. Để mấy chị mặc xong mấy chị sẽ kiếm em nha. Chứ nếu mà ai mà bán cho mấy chị giá này, không bao giờ. Đó, chốt giùm em nha. Em mặc em lên nè. Cái này là không đụng hàng luôn nè chị Châu. Nè chị nhìn nè. Ha, đơn giản. Đó, 400 đó mà Long lấy 300 đi. Kệ đi. Cái đầm này là mấy chị biết không? À, sỉ còn không có 300 nữa, đừng nói chi lẻ. À, cái đầm này thì 50 đến 60 kg mua. Xám nha. Nó hơi xám xám nhưng mà nó là xanh. À, đầm hiệu mấy chị tụi nước ngoài nó bận vậy nè. 100 đô cái này. Tụi nước ngoài nó mặc vậy nè. Đó. Mấy chị thấy Harry Won mặc đồ đơn giản nhưng mà nó là hàng hiệu hết luôn. Đầm thành ra ai vậy? Thảo Lê. Thảo Lê đó đầm này hả? Thấy không? Xanh đúng rồi. Thảo Lê. Thảo Lê này là 300. Nè, cái đầm này giống như cái đầm ren này đó, nhưng mà nó đẹp lắm luôn. Cái này là một cái chất gì em không biết, nhưng mà khi mấy chị nhận đi rồi mấy chị sẽ ghi. Nè, cái đầm này em chốt cho chị em mình 48kg. Bên trong vỏ xám. Hết xám rồi đó. Rồi Thảo Lê lấy rồi đó. Nè, chị ơi, chị Châu ơi, cái này nghe lời Long nha. Cái này là hàng đẹp nè. Số 6 là 55kg á. 50-55kg, 48-50-55kg. Đầm hoa body đẹp quá, nhưng em 58kg mặc không vừa, tiếc quá. Ông Thí Phượng xanh. Thí Phượng hết xanh rồi. Rồi bây giờ cái này là ren. Ren nha, cái này lên mã ren, ren 55kg nha. Rồi 300 nữa đó. Em thử cho mấy chị nè. Nếu mà mấy chị thấy đẹp là coi chừng bị hụt uổng nha, tại vì đẹp lắm. Ủa cái vàng này đẹp lắm luôn á. Minh Châu đỏ xanh. Cái này là xanh hết rồi, bây giờ ren nè. Ông Thí Phượng ren hả? Chết cha, lỡ rồi Long mặc. Long cho Long mượn xíu đi. Ông Thí Phượng ren mà. Siêu siêu nhẹ cái đầm này. Thấy nó nhỏ mà lên đồ nó đẹp không? Đó, thấy chưa? Phượng thấy không? Bận lên làm cho người mình ốm liền ha Phượng ha. Ông Thí Phượng cho số điện thoại. Không. À, chị Phượng cho nó xin lại số nha. Phượng là cũ không? Nè, 300 có ông Thí Phượng. Rồi, cái đầm này lớn nè. Cái đầm này để coi mango, mấy chị ơi, mango 400 Long để 300. Mango này Long có một cái duy nhất 50 đến 60 kg mặc được. Size số 10. Ông Thí Phượng ha, 300. Rồi, bữa nay là kệ đi, dự trù 400 mà giờ lấy 300 mấy chị hết luôn. Cái này có một cái nha. Mấy chị ơi, cái này có một cái rồi nha. Năm mươi ký mặc được, 60kg mặc được, nhưng mà 55 là chuẩn, nhưng mà 60kg em bao nha. Ba trăm. Thấy chưa mấy chị, thấy không? Thấy mấy chị thấy một cái đầm. Mấy chị thấy cái đầm nó đơn giản mà lên đẹp là biết rồi. Hàng này là hàng xuất khẩu cho nên nó rất là đẹp nha mấy chị nha.
cái duy nhất. À hai cái nha, hai cái. Nó được hai cái nha. Phải không? Ờ khác nhau, khác nhau. Hoa sen mango. Mango của hoa sen. Rồi bây giờ cái này là cũng giống như vậy luôn. Hoa sen xuống. Hoa sen ba mày giao á. Kế bên nhà. Mấy chế. Cái này cũng đẹp, cái này size 12, 60 kg được. Mango như nào? Mango 300. Mấy chị ơi, cái đầm mango mà bán 300 là không có ai dám bán đâu. Em bán như vậy bởi tụi sĩ chửi em luôn á. Quần chị mặc nhiêu? Quần lon mặc hả? Quần lon mặc nó sale lại à. 70 ngàn đi, quần này 140. Mã 2. Size 12. Mã 2 size 12. Mã 2 size 12 thì có thể 60 hoặc 65 kg nha. 55 đổ lên, 50 được mua nha. Rồi số 2 ai? Số 2 ai nè? Số 2 là cái gì? Minh Châu Võ. Minh Châu Võ, mã số 2. Rồi hết rồi đó. Cái đầm đen. Trời ơi, bây giờ đầm đen này 500 bán 300 xỉu luôn. 300 luôn. Lấy quần chị mặc. Bảy, lấy quần mã, lấy đầm mã 2 cho Châu. Chị Mai hết mã 2. Hoài hoặc để lên kiếm cho. Anh quần lông mặt là cái quần đó gọi là em bấm bi, con bấm bill đi. Nè, cái này mã 2 ai vậy? Cho xin số điện thoại. Anh Ngọc. Chị nè nè Nguyễn Trúc Mai. 300. Kim Susan hết 2 rồi. Kim Susan hết 2 rồi. Kim tươi hết 2 rồi. Số điện thoại anh Ngọc. Chị Anh Ngọc lên số điện thoại giùm Long nha. Rồi cái đầm đen này là size số 8 là dành cho 60 kg chị Hoa Sen ơi. Chị hàng hiệu mà chị mua 300 là không ai có đâu nha chị Hoa Sen nha. 55-60 kg mặt đẹp. 55-60 kg mặt đẹp. Con cái rồi mấy chị. 55-60 kg mặt đẹp. 55-60 kg mặt đẹp. Dạ cảm ơn chị Anh Ngọc. Dạ cũ mới em cũng xin là hôm nay em like trong fanpage á, cái số của mấy chị nó không có vô máy em. Tại đây em xin một lần thôi nha. Rồi, đầm đen 300 ngàn, 60 kg vừa. Nè mấy chị, cái đầm này á Lưu Mỹ Mỹ là size số 8 là này nè con. Lưu Mỹ Mỹ 60 kg. Lưu Mỹ Mỹ 300. Mấy chị ơi, cái này là hồi sáng con nói với mấy chị rồi, là nếu mấy chị nào mà không mua cái đầm này là không có ai có đẹp hơn nữa. Hàng hiệu 100 mấy chục đô mà em bán có 500 ngàn. Đúng một cái size 55 kg. Thì ai 48, 55 kg mua đầm này. Phương Trần đầm đen. Hết rồi, Phương Trần hết rồi. Cái đầm này em còn sót một nha. Quần nãy nhưng mà quần 70 con. Đầm 500 lên mã giùm em. Đầm 500. Cái này mấy chị không bấm đen thì mấy chị bấm xanh đi. À, 300 thôi. Cái xanh này thì chốt 50 đến 55 thôi nha. Đó. 50 đến 55 kg thôi nha. Chứ cái này 60 kg không mua được. Lon chốt 300 mấy chị rõ ràng hôm nay dự trù có lon 400 mà lon bán mấy chị giá này thì thôi rồi luôn á. Minh Châu Võ xanh. Minh Châu Võ lấy xanh là này nè. Ừ, Minh Châu Võ nè, 300. Cái này là size số 6. Là lên cho em mã số 6 nha. Lên cho em mã số 6 luôn, cũng để 300 luôn. Cái hồi nãy là lon chốt cho 55 kg, quay về cái này lon chốt 57 kg, 58 kg nha. Lên đen giùm em đi. Tí hơn Nguyễn cái xanh nó hết, lấy đen đi bà chế. Cái đen đi, cái đen này lon thử sơ cho mấy chị nha. Nè mấy chị nhìn nè, trước khi mấy chị mở ra là nó sẽ có cái gài đây trước. Mấy chị thấy rõ ràng hàng xuất khẩu là nó như vậy. Đó, mấy chị thấy giờ mở ra rồi mới có dây kéo. Chứ không phải như hàng Việt Nam mình là kéo ra xong lỡ hư là phải chịu. Còn này nó có cái khoan chịu lại đây. Đây. Còn để lát lên cho ai vậy? Nguyễn Hằng. Nguyễn Hằng á, ừ. Để lon mở này ra trả cho chị Hoa Sen. Đen 300 ai vậy nè? Đen 300. Chi Trần. Chi Trần lấy không? Rồi bấm bill đi 300. Kệ đi, bữa nay có lời lãi gì chứ. Kệ đi. Chị hết đầm M2 hả chị? Đúng rồi. Nè, em 52 kg vận động thì 55-57 kg là mấy chị thấy rõ ràng, em nói rất là hay.
Đó, 52kg nè mấy chị, 52kg rộng. Thì ai thích rộng thì mặc, nhưng mà ai nếu mà vừa luôn là 55 hoặc 57, 58kg được. Đó, cái đen chị Trần ok nè. Minh Châu vỏ lấy đen. Cái này là của chị gì đời? Chị Trần. Chị Trần rồi. Hai, để cho chị Châu có. Châu có đầm này đẹp. Cái đầm này là 400 mà Lon để 300 luôn. Mấy chị nào mà lấy cái đầm này thì lên cho Lon mã ren. Ren này 60kg quay về 55 đổ lên. Mã ren Lon để 300 đi vậy đi. Đen có size lớn không hả Kim Khanh? Không nhớ nữa, nhưng mà cái này là hiện tại Lon thấy con cái à. Ren 300 luôn, ren 60 quay về nha. Ren ai vậy nè? Có ai lên không? Đồng mẹ mặc hả? Đồng mẹ mặc vô. Luôn Mỹ Mỹ. Ừ vậy đi, tôi khỏi bận. Bà luôn Mỹ Mỹ ơi, trời nó đẹp trời đất biết. Coi bên trong nội thất nè, ghiền luôn nè, cái phần ren cao cấp nè, nhức nhối luôn. 300 ngàn luôn Mỹ Mỹ nha. Khéo lại chế. Rồi đen này trả ai nè. Để thử cái này. Trời ơi cái này mới nhức nhối nè. Thổ cẩm nha. Thổ cẩm này 55kg, 57kg thôi. Trả nó nè. Kéo kéo ngay lại mới giao tay nè. Thổ cảm 300 lại đi. Thổ cảm ai muốn mua là sai. Cái chất gì mà nó đẹp. Này nãy chồng đầu mà ngu. Đáng lẽ chồng đầu. Dành nữa rồi chị ơi, nãy em lấy cái đen 60, cái này em không có vừa. Chị cái đen của ai? Lui mày không có lấy đen hả? Chị chồng á. À. Vậy là cái đen của ai? Lui Mỹ không lấy người khác lẹ đi. Không, Lui Mỹ lấy cái đen đúng rồi. Lui Mỹ lấy đen đúng rồi. Cái mã này chị Trần nói. Chị Trần nói là không có lấy đen đó hả? À, chị Trần không lấy là bỏ lại. Vậy đưa cái chị Trần lại đi. Đâu có sao đâu. Nè mấy chị nhìn nè. Mấy chị ơi, nó là hàng xịn đó. Nha. 55 quay về cho em. 55 quay về thôi, nhưng mà cái người nào ốm vẫn đẹp nha. Mấy chị lấy đi. Cái này cái vải gì em không biết, nhưng mà nó quá trời xịn rồi. Nó quá trời xịn luôn, mấy chị nhìn cái chất ở trong nè. Đó. À, không sao đâu chị Trần. Mạng nó chậm á. Nè, ai thích zoom Lon có zoom nè. Zoom nè. Zoom này hàng mắt đó. Giờ bán trời ơi. Zoom này 55kg nha. Zoom mình dư được 2 cái nữa coi. Hay là 1 cái. Zoom có 1 cái gì hả? Dùm 55kg đi. Dùm này sang lắm nha. Thôi Lon tính 300 đại luôn nè. Dùm này 55kg nha. Chị nào lấy lẹ dùm em nha. Dùm này là hàng hiệu nha mấy chị em ơi. Kệ đi, Lon bán 300 luôn. Lẹ mấy chị ơi. Mà không nổi chứ mấy chị nhìn là mấy chị cũng biết rồi. Nó là hàng xịn thì không bao giờ form dáng là không bao giờ sai lệch ở đâu được hết nha. Rồi lên dùm dùm em. Dùm dùm em nha. Dùm kệ luôn 300 luôn. Bữa nay là ăn cháo luôn. Đáng lẽ 400 thì bây giờ 300 kệ đi. Zoom được một cái thôi. Nè mấy chị nhìn Lon mặc chồng vô luôn. Zoom rất là khó nha, mà Lon chồng vô được là mấy chị biết rồi đó. Zoom này là Lon để 300 để dành đi tiệc bận nha. Không bao giờ, không bao giờ có một cái giá nữa. Quá rẻ rồi. Nè chị, em độn 2-3 cái là nó ngang. Chứ mấy chị mặc lên là sẽ đẹp chuẩn luôn. Nè, bây giờ là 55 quay về thôi, còn ở dưới đổ lên thì ok đi. Là tự về cái này. Má ơi nó đẹp nè. Có nữa đâu mà mua.
300 ngàn, hề luôn, không bao giờ có nữa. Em mặc mấy lớp mà nó còn vậy á. Hôm nay độn cả khúc ghệ đi, thay hết nổi rồi. Dâm Nguyễn Lệ. Dâm Nguyễn Lệ. Nguyễn Lệ cao vẫn đẹp. Có xin số không? Chị Lệ cho nó xin số nha chị Lệ. Để cho biết chim Nguyễn Lệ nào, hồi trước cũng có Nguyễn Lệ kia nữa đó. Nhưng mà biết Nguyễn Lệ gửi như vậy nhé con. Mình nhiều Nguyễn Lệ lắm. 300 nè, lộn lại. Cái đầm này có một cái à, mã sọc. Trời ơi. Cái đầm này mắc quá. 60 kg vừa. Mai ơi lẹ Mai ơi. Mấy chị nhìn nha. 300 đi. Có một cái à. Sọc 300 đi, 60 kg vừa. Nhâm hết rồi. Mấy chị biết sao không? Hàng xuất dư. Cho nên là nè, ai 55-60kg mua, ai 55-60kg mua là mấy chị biết làm sao không? Cái này là 52kg nhưng em mặc cũng đẹp. Nhưng mà 55kg là vừa, nhưng mà 60kg là chuẩn. Rồi biết rồi chị Lệ. Chị Lệ không biết rồi, anh hai cho. Nguyễn Lệ ghé đó. Thường thường là trên máy là Nguyễn Lệ ghé. Minh Châu vỏ sọc. Minh Châu vỏ hả? Sọc 300. Có một cái à. Hàng này nếu mày với chị, dù mấy chị có đi tới đâu đi nữa, hàng CK này vẫn là 500 nha. Mấy chị mua kem răng không? Mới về chiều nè, 50 ngàn 2 tiếp. Kem răng Thái Sensodyne, ngừa nhiệt miệng. Ngừa nhiệt miệng. Chị Loan cao nhiêu để biết? Cao mấy 58, nặng 52kg. Lon cao mấy 58 nặng 2kg. Lon á, cái eo nhỏ, cái bụng to, cái mông bự. Hết sọc rồi. Minh Châu vỏ lấy. Nè nè nè. Để Lon thử cho mấy chị cái đầm này là hàng Hermès. Ủa hàng HM. Mẹ tính lấy cái này nè nè. Nhưng mà không lẽ cái đẹp mình dành, chứ em nói thiệt luôn, mua cao quá mấy chị. Tại vì ngày mai á, em sẽ like cái đầm ton cho mấy chị bận từ 50-65kg mua. Mà cái giá của nó khoảng 70 mấy ngàn coi thôi, mà hàng này nó gấp 10 lần. Em nói trước luôn là hàng HM nha. Hàng xuất dư, cho nên là bây giờ mặc lên là chuẩn nha. Em chốt 52kg nha, em vừa thì em chốt từ 40-52kg nha. Thì cái này nếu mà chị Châu muốn mua cho Trúc thì mua nha. Rất là đẹp, đi biển được, đi ngủ được. Nói chung là hàng xịn nha. Hàng HM đàng hoàng nha mấy chị. Không bao giờ lùng gặp mấy chị. Ăn Tết xong mập như heo hả Mai? Ở, cà phê về rồi mấy chị, cà phê giảm cân em đã về rồi nha. Đó, hết sọc thôi, chị Hoa Sen vừa đó mà hết rồi. Bây giờ mấy chị ơi, bây giờ vậy đi, nếu ai mua 280 thì em bán, còn không thì thôi. Tại vì cái này là em mua ngang ngửa với cái lô đầm này, thì 280 là Lon nói thật với mấy chị, là lô đầm hồi nãy Lon nói Lon thật lòng là 280 chưa tiền xe, thì Lon phải bán 400 chứ Lon không bán 300. Mà từ hồi nãy tới bây giờ tôi Lon bán 300 ngàn là tao coi như là Lon thật lòng với mấy chị, là Lon giữ cho mấy chị mối đó. Lô này nãy giờ không có lời, thật sự. Đầm dây HM Hạnh Nguyên. Ok. Chị Hạnh Nguyên ơi, nó quá trời đẹp nha chị Hạnh Nguyên ơi. Nó có tặng đưa ở đây nè. Đẹp dữ lắm. Đẹp dữ lắm. Nón này em bán cho mấy chị 60 ngàn luôn. Nón 60 ngàn luôn, đi biển. Đeo mắt kiến vô nha. Nón này 24, Lon để 60, nón Hàn Quốc nè. Rồi 28 thôi. Tại vì nó là vải ton. Ở cái đầm này đẹp nè. Trời ơi. Mấy chị ơi, cái đầm này nó đẹp lắm luôn. Mấy chế ơi, cái đầm cam này Lon chốt cho mấy chị nè. 300. 57 quay về. 57 quay về thì có nghĩa là 52 trở lên. Ok. Thì nè bây giờ nè mấy chị coi cái phần trong của nó, cái thun lụa của nó đã lắm. Đem chồng vô luôn ha. Có một cái, không có cái thứ hai, nói thật lòng. Không bao giờ đụng hàng. Trời ơi, mình đi lấy hàng mình. Đâu phải là hàng hết đâu mấy chị, mà tại vì hàng độc quyền. Hàng độc quyền. Chứ không phải là hết nha, mà tại vì hàng này hàng xuất dư. Có một cái chứ không phải là hàng hết hàng nha. Không phải hết hàng nha. Nè, mấy chị thấy rõ ràng không? Mấy chị thấy em lên đồ là nó cưng liền. 300 cao.
Hiệu mà 300 trời. Hiệu mà 300 hả trời. Chị nhìn nè. Cam này là 57, 58 quay về và 52 đổ lên nha. 55 là chuẩn, nếu chị em mình 55 là chuẩn nha. Tại vì em 52 hơi rộng tí, nhưng mà 58 thì cao cao. Còn 55 là chuẩn nha. 55 là mét 55 đó. 55 là mét 55. Nè, cái đầm này đẹp nè. Cái đầm này xanh cổ vịt nè, size số 8 với lại size số 12. Xanh kèm size cho em. Có được hai cái thôi. Hàng này là hàng hiệu nữa nè. Một cái xanh size 8 thì xanh 58kg và xanh 65kg nè. Chị nào lấy xanh 58 và xanh 65. Em 52kg em thử cho mấy chị size 58kg. Thì thí dụ như bây giờ người nào 55kg vẫn được nha. Rồi lon chơi cho mấy chị mua 300.000 luôn. Lon chơi với mấy chị 300.000 luôn. Thì em 52kg mặc size này. 55kg cũng vừa. Em 52kg nè. Là mấy chị biết sao nó giãn. 55kg đi. Cái xanh 55 và cái xanh 60 hoặc 65. 55kg và 65kg. Thì 65kg cao lùng 60 đi. Lùng là 60 nha. Nhưng mà em khẳng định là 65kg mà tướng đẹp là vừa nha. Nè mấy chị lẹ niềm em đi. Xanh 65 chi trần. Chi trần. Rồi một cái 55kg. 300. Lô đầm này không có lời luôn. Bán chơi chơi mà đựng núi luôn cả. Ghê thiệt. Hồi sáng em bán chơi chơi luôn, hồi sáng em cũng nói bán chơi chơi khai trương thôi. Chứ giao lưu với chị mà sầm sầm hồi sao bán quá trời luôn, bán cái trăm đơn. Trăm đơn mà đơn nào đơn nấy cũng triệu không. Minh Châu vỏ xanh. Châu vỏ, Minh Châu vỏ cái này. Nãy chị chọn cái rồi. Rồi, Minh Châu vỏ này, 300. Còn nhiều lắm, tại vì em về tới mấy trăm triệu lận. Cái lô đầm này em mua hết mấy trăm triệu lận. Mà hả, em like chưa có hết đâu. Ở nhà còn hả? À, hết. Làm gì còn ngay cái bàn còn à. Nè cái đầm này mã số 1 nha. Mã số 1 60kg quay về 57 đổ lên. Chị Mai hay chị Châu mua cái này liền cho em đi. Tại vì em biết tướng mấy chị đẹp. Chị Hoa Sen ơi cái này sang. Mấy chị cái đầm này mà em bán 300 em có lỗi với bản thân nha. Nó khoét bỏ nè. Cái chữ hiệu này mà nó khoét bỏ đó. Đầm lon mặt bao nhiêu? Đầm lon mặt là sale 300. Nhưng mà nó là hàng xịn nha chị ơi. Cái đầm này từ 40 cho đến 55kg mua nha. Kim Khanh hết trơn rồi. Cái này nếu mà cao là 65kg lùng thì 55. Và vừa là 60. Nếu mấy chị vừa người là 60kg. Rồi chị Mai lấy. Đông chốt 300 cho chị Mai đó. Mai thấy không? Trời ơi 300 luôn. Bây giờ cái này thấy như vậy chứ mà mấy chị không mua là bậy nha. Chị Hoa Sen nghe lời luôn một lần, bấm cái này không bao giờ có nữa. 300 ngàn mã size S thôi, nhưng mà dám bán 60kg thấy ghê không? XS là S mà cái này là S mà em dám bán 60kg. Bây giờ chị nào lấy cái đầm đen này lẹ tay giùm em. Ra ngoài không bao giờ dưới 500. Đầm lon mặt Thu Ba. Thu Ba cho lon xin lại số nha chị ơi. Đây. Ừ. Đó. Thấy ghê chưa? Mấy chị em chưa mặc vô đó chứ, mặc vô mấy chị sẽ thấy mấy chị ưng liền. 50kg đến 60kg nha. 50kg đến 60kg chế Châu nghe lời lon cái này đi. Mấy chị về mấy chị phối cho em cộng dây nịch đi. Phối cho em cộng dây nịch đi. Bà nào có cộng cây dây chuyền cây rưỡi quất luôn. Đó, độn lên vậy nè. Đó. Da đưa ra ra đường mà chấm nha. Kiểu vậy nè. Đó. Thấy không? Đầm đen này là em nó không bao giờ có cái thứ hai, em hứa mà. À giùm còn nè. Đầm xanh gì rồi bao nhiêu ký? Hết rồi. Đầm xanh vừa rồi bao nhiêu ký? Phương Trần có cái nào không? Không có cái nào á. Không, Phương Trần chưa. Chị Trần có à. Chị Trần có. Giùm nè, giùm còn cái giùm nè. Hồi nãy ai hụt giùm vậy? Giùm này size số 10 lớn nha. Size số 10 là giùm 60kg nha mấy chế. Thì bây giờ em nói luôn là 50kg hay 55kg vẫn được. Tại vì nó có cái rộng xích eo. Giùm đầm đen Kim Khanh đầm đen là 65kg không vừa nha. Ý là em mua lon vẫn chốt nhưng mà 65kg không vừa nha. Nguyễn Thi giùm. Giùm ai? Nguyên Thi giùm hả? Nguyên Thi giùm này là size số 12 lận nha. Nhưng mà không sao, có cộng eo. Nguyên Thi ok lon để cho, không sao đâu nha.
Nguyên thi 300. Nè, lâu được hai cái này bấm số 2 đi. Lâu vừa ý nhất cái đầm này nè. Đó, bây giờ 400 cũng tình cần luôn, em tính 300 luôn. Mấy chị ơi biết sao không? Cái đầm này nè mấy chị, hàng xuất khẩu á cho nên là cái dáng của nó rất là đẹp mấy chị. Lớn quá hả? Ừ, lớn quá đừng lấy. À, đầm xanh 65 kg, à, đầm xanh 65 kg không vừa. Dùm chi trần, đổi qua đi em. Ý là chi trần lấy, chị Nguyên Thi nói rộng rồi, đúng rồi rộng rồi. Bỏ cái phiếu của chị Nguyên Thi ra, bấm cái phiếu chi trần vô. 300. Rồi cái này mã số 2, cái này là chị Nguyên Thi mua đi chị. Cái này là hàng xịn nha, nhìn nhìn nè. Cái này thì Long. Ừ, cái này Long chốt 300 luôn mà cái này thì Long chốt 50 kg cho đến 60 kg mặc được nha. Rất là dễ bận. Nó không có sai gì hết trơn á. 300 ngàn luôn. Giùm em hết rồi chị Uyên Nguyễn ơi. Chị Chi Trần lấy rồi, ngay sai chị Chi Trần luôn. Đó. Em chị Châu lấy cái này đi. Cái nhỏ hơn chút. Sao thấy cũng vậy, không có sai mà sao thấy nó nhỏ hơn. Lấy cái đó. Em 53 kg. Ồ biết rồi, 53 kg. Thì tôi biết mà, bà bận đồ cỡ tôi à. Cái này là 400 hả? Ngọc Gia Hân 2. Ngọc Gia Hân lấy 2. Ừ, ừ, ừ. Ngọc Gia Hân lấy 2. Cái đầm Long đang cầm là Long chốt cho 55 kg, là size số 4 nè. 400 ngàn đó mấy chế ơi. Long tính 300 nữa nè. Trời ơi mấy chị biết không, nếu mà ngày Tết mà em có cái đầm này em bán rồi, em nghĩ là mấy chị nên mua. Mà bây giờ có ai sale đâu mà mua. Thấy chưa, 50-55 kg mua đi mấy chị ơi. Em nói không cần chỉnh sửa gì chứ. Ừ, không cần chỉnh sửa gì chứ. Size số 4 là ngay 55 kg quay về. 300 ngàn Minh Châu. Em có một cái vàng lớn nè. Em có một cái vàng lớn nè. Ai lấy vàng lớn chốt nha. Vàng lớn 60 quay về. 55 đổ lên. Còn cái này là chị Châu vừa rồi. Cái này Châu vừa. Cái lô đầm này không có cái nào chê được hết trơn. Đẹp quá. Kéo lại. Vàng lớn nha. 300 luôn. Vàng lớn là 60 kg nha. Thích quá mà, thích cái zoom đó quá mà mạng chậm. Trời ơi vậy đó hả? Em còn zoom là chị để em lên cho. Vàng lớn 60 kg quay về, 55 đổ lên nha. 55 đổ lên vàng lớn nha mấy chị ơi. Vàng lớn nha, vàng lớn luôn. Cái này có một cái nè. Ôi hồi nãy ai hụt cái xanh vậy? Cái xanh này là size số 6, à, số 8 là 60 kg vừa. Size này là size số 8 nè. 60 quay về, ai 55 đổ lên 60 quay về, ai lấy xanh chút xanh. 300 nữa. Nè. Hồi nãy ai hụt cái này lên nha. Số 8 là 60 kg nè. Long cũng để 300 cho mấy chị luôn. Long cũng để 300 cho mấy chị luôn. Xanh cho Lâm Ngọc Bích. Chị Bích cho em xin lại số nha. Có rồi, có rồi hả? Cảm ơn chị Bích nha. Hết xanh rồi, còn nho nè. Bây giờ cô ban với nho nè. Cái cô ban này á, là xanh bích á. Lên mã cô ban là size số 8 luôn, là 60 kg luôn. Rồi còn cái này là 65 kg là màu nho. Đúng một cái đó mấy chị nhìn đi. 300 luôn. Cô ban nha nè. Cô ban này 60 kg vừa, 55 đổ lên. Cái này lo mặt bị rộng á. 55 đổ lên 60 vừa nha. 5 đồng đổ lên 60 vừa nè. Cô ban nha mấy chị ơi. Cô ban nha mấy chị ơi. Cô ban nha mấy chị nhìn nè. Nó chất lượng lắm. Cô ban nha. Cô ban nè. Nho này là 65 kg nha. Lấy em cái đi. Lấy em cái đi màu xanh 300 kim khanh. Là cái xanh này á. Cô ban nha. Kim khanh ơi cô ban được không? Cô ban được không Kim Khanh ơi? Nho 65 kg nè. Minh Châu cô ban kìa. Vậy là Minh Châu cô ban rồi. Nho là chị Tú Ngô Cẩm nè. 65 kg. Trời ơi nó dư khúc lận bà ơi. Nó dư khúc lận vậy nè. Nho Tú Ngô Cẩm em bao hàng. Thà em nói không được đừng lấy cho em có bán bậy nha. Em không bán bậy tại vì em bán cho mấy chị mặc được thì mấy chị mới mua nữa chứ. Mấy chị mặc không được đâu, mấy chị không mua nữa đâu. Em mất mối còn hơn cái đó nữa. Em không có ngu. Con
Cái gì con? Tú Ngô Cẩm lấy mà. Đúng không? Tú Ngô Cẩm cứu 300 nè. Rồi bây giờ cái này quá trời đẹp luôn. Mấy chị nhìn rồi. Đây là một cái đầm sơ mi. Chị Châu ơi, chị bận vô con người của chị nó sang trọng mà nó ốm liền luôn. Rất là đẹp nha. Nè mấy chị ơi, cái này là đầm sơ mi coi lon để 300 ngàn. Không bao giờ mấy chị mua được nữa. Uy tín nha. Toàn là đồ đẹp. Vậy là Kim Khanh không có lấy cái cô ban đúng rồi. Mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn nè. Bây giờ chị nào lấy đầm sơ mi thì lên cho em 300 ngàn lẻ tay nha. Đầm sơ mi này chắc 60 ký quay về quá. Đầm sơ mi này là 60 ký quay về và 50 đổ lên được là tự gì. À, mấy chị nhìn cái đầm á, cái tấm hình của cái con nước ngoài nó bận á, là nó có cột eo ở đây. Chị Nguyên Thi không múa này là sai nha. Lẻ tay mấy chị. Chị Nguyên Thi không múa này là sai nha. Lâu nói trước luôn là cột cái eo phố bên nhìn. Chị Hoa Sen tướng cao vẫn đẹp nè. Em nói thật lòng luôn. Ai đậu cái này? Ai đậu cái này em bán 300 nhưng mà em nói thật với mấy chị mua được cái đầm này đi 10 nơi mà 10 người khen. Đi 20 chỗ, 20 chỗ khen. Sau này bà bận cái đầm này ở đâu đẹp vậy? Người ta tưởng triệu bạc. Ngọc Gia Hân Sơ Mi. Thiệt sự luôn. Ngọc Gia Hân Sơ Mi. Mấy chồng mày hụt rồi. Ngọc Gia Hân Sơ Mi. Ê, giống còn cái dâm vậy? Ủa phải phải, lộn rồi. Cái này nè, nè 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 nè, cái đầm này đẹp nè. Mấy chị ơi, cái đầm này Lon đang cầm là 55 kg nha. Rồi em chơi 300 mấy chị hàng CK nha. Đây 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 đây. Cái gì con? Ngọc Gia Hân. Mẹ của ông Hân. Ừ. Cái đầm này 300 lên mã sọc. Mã sọc này 55 kg hay là 60 kg vẫn đẹp. Tại vì em 52 kg em bận giày thì em nhắm chừng 55 kg hay 60 kg vẫn được cái này nha. Trời ơi, đó đó, đó chị Hoa Sen mà hụt rồi, tướng bà cao. Mà quan trọng cái đầm sơ mi đó rất là đẹp. Đẹp lắm luôn á. Rồi sọc của ai vậy tại phòng nè? Ai vậy? Cái này là 60 kg đó nghe, chứ không phải là giỡn đâu. Tại vì em nói cho mấy chị nghe, cái đầm này á, cái size của nó là size số 10. Cái size số 10 đó, cho nên là bự lắm, không có nhỏ đâu ha. Size số 10 là ai 55 60 kg mua nha. Nay đầm đẹp quá hà. Còn nữa đó chị, chứ chưa có lên đó. Em mới lên có phần nửa thôi, còn nhiều lắm. Chưa có lên hết đó chị. Tại em tính lại chơi 2 tiếng thôi. Thằng này là mà hiểu gì ta? Cái này là lên cho Lon đầm đen đi. Đầm đen này là chuẩn nha. Đầm đen này 55 kg nha mấy chị. Thôi kệ 300 nữa nè. Trời ơi trời, ai mà bán cho mấy chị 300 vậy? Có mình em thôi, lỡ rồi. À, cái đầm này 55 kg nhưng mà nếu mà cao thì hơn nha. Không, 55-57 kg thôi, hơn đừng lấy nha. 55-57 kg nha mấy chị em ơi. Nè mấy chị, em 52 kg giường miếng. 55-56-57 kg thôi. Rồi, Châu lấy 300. Rồi cái lô này là 500 với 400 mà. Em bán phá giá thấy sợ luôn á. Đẹp quá mà. Cái đầm này mấy chị 60 quay về 55 đổ lên sấy eo. Cái đầm này mã 2,5 chơi không? Chơi không mấy chị? Phải không vậy? Phải không mà tài lâm tài lạc vậy? Rồi chạy mã 2,5 nè. Mã 2,5 này có được 2 cái. Mã 2,5 Lon có được 3 cái. Mã 2,5 Lon được 4 cái. Rồi 2,5. Mã 2,5 Lon được 4 cái mấy chị ơi. Size XL. Size XL này chắc em nghĩ khoảng 55 kg, 57 kg đi. Mấy chị ơi, không có nói được từ nào luôn. Chị khó quá trời. Chị còn quần tăng mở không? Quần tăng mở thì nay mai về tới rồi, hiện tại là hết nha. Nay mai về tới rồi, tại vì em đặt hàng trước đó mấy ngày là đang tới. Ngọc Gia Hân, tôi nghe, tôi thấy bà bận cái này đẹp. Trời Tết nay á mà phải chi ngày mùng 1 mà có được cái đầm này bận đẹp mấy chị. Là tại vì vậy em nói nè. Ví dụ như có nhiều người hạt màu vàng, hạt màu đỏ, hạt màu trắng, hạt màu xanh. Thì bây giờ á, mình không cần coi tuổi gì trơn á. Cứ mùng 1 quốc mẹ nó cái đầm bông. Là đẹp à. Thì bông không bao giờ xưa luôn. Bông là sang. Nãy lao uống nước nè.
Rồi cái đầm này đâu để 2,5 nha. 60kg vừa. Trời ơi dư sức chị ơi. Không ai bán 2,5 đâu nha. Em bán cho chị khách mình là ưu tiên. Bây giờ 60kg vừa nha chị ơi. Chị Kim Khanh cái này 60 quay về 55 đổ lên. Chị Phương Trần cái nè. Má ơi cái đầm này bán 2,5 là không ai dám bán luôn á. Chị Phương Trận cái, chị Tú Ngô Cẩm 60kg vừa, chị lấy chị báo em nha chị ơi, cái đó Tú Ngô Cẩm á nha. Trời ơi chị Châu ơi lẹ chị. Cái đầm sơ mi còn không? Cái đầm này hả? Không. Sơ mi hồi nãy có 1 cái người ta lấy rồi là thôi á. Bây giờ cái này cũng 1 cái thôi nè, mã hiệu lên cho em nha. Mã hiệu. Mã hiệu này là 60kg hay 60kg quay về thôi ha. Mã hiệu. Mã hiệu để dành mấy chị đi đâu sang sang bận mang cái vỏ sách rồi á. Mã hiệu luôn để 300 là nó thật lòng tâm, là tâm. Hả? Tâm. Cái gì? Tâm tâm. Tâm tâm lấy gì? 60kg. Làm phải không? Tâm tâm. Tâm tâm. Tâm tâm, tâm là khác nha, tâm tâm là ra người khác liền á. Chị Hạnh Nguyên, cái đầm 500 chưa ai lấy hết nè chị ơi, 55 quay về nha. Chị lấy thì chị bấm ok đi, lon thử lại cho chị coi một lần nữa. Lớn không vậy chị, trăm bít lớn không vậy chị ơi. Trăm bít muốn mua nhỏ cũng có nha, lát lon lên cho. Nè, cái đầm này có 1 cái thôi, bây giờ lên cho em mã hiệu. 300. Muốn mua nhỏ lon lên nhỏ liền cho. Rồi nè chị ơi, cái đầm này em còn rớt lại một sót lại một cái là 55 quay về nè chị ơi. Cái đầm này Loan bán cho chị là 100+ đô mà Loan bán còn có 500.000 là chị nhận đi rồi chị biết nha. Hiệu 300. Hiệu nè, à không, cái này ba, này là Hạnh Nguyên lấy nè. Hạnh Nguyên có số chưa? Chị Hạnh Nguyên ơi, chị cho em xin lại số nha để ngày mai tụi nó biết là chị Hạnh Nguyên ở đâu thôi nha, chứ em biết chị là cũ. 500. Đúng không? Hạnh Nguyên quận 5 hả? Hạnh Nguyên quận 5 hả? Có ghi không? Giờ là Hạnh Nguyên quận 5 biết rồi, Trung Hoàng Nguyễn quận 5. Rồi hiệu ai vậy? Thầy. Hiệu Hoàng Hạnh 300. Dạ, Hạnh Nguyên con biết rồi. Ủa vậy hả? Ừ, trời ơi bà Hằng kìa. Cái đầm này là mã số 6 là 60kg. CK, size này 65kg luôn. Ai 65? Ừ, Kim Khánh. Kim Khánh lấy này đi, 65kg nè. Kim Khánh ơi, Long để 300 luôn. Mấy chị ơi, cái này không bao giờ bán 500 ngàn, không ai bán 300 đâu. Không ai bán 300 nha. Hàng CK 65kg nè, size 14. Mã số 6, Kim Khanh. Kim Khanh. Đó, đã học quyết luôn á. Trời ơi, bây giờ biết kêu ai cái đầm này như con chúa vậy đó. Cái đầm này nè. Mấy chị biết làm sao không? Ông Hải đẹp lắm. Ủa mã số 6 nhưng mà 300. Cái đầm này Long để 300, mã này. Mã đẹp. Mã đẹp này là 50kg cho đến 65. Là tại sao? Nó cái người ốm nó rũ xuống, cái người mập nó giãn ra. Nha. Ai đậu cái này? Ai đậu cái này? Chị Châu lấy hả? Chị Châu lấy nè. Mã đẹp. Đúng rồi. 300. Đúng một cái không đụng hàng luôn. Uy tín là không đụng hàng luôn. Hết rồi. Mã đẹp. Chị Mai nói em Mai trước hả? Chị Mai chốt gì vậy? Mai bấm gì vậy con? Chị Nguyễn Thị Trúc Mai á? Số 6 nhưng mà trong đây trước. Vậy hả? Trời ơi, Mai ơi lẹ, Mai ơi, manh mấy này không phải là mango nha, manali gì nè. Má đó không biết đi học tiếng Anh giờ biết đọc. Nè, 55kg thôi nhưng mà dây kéo nằm ở đây. Em nói thật lòng với mấy chị nè. 300 nữa nè. Cái đầm này nhận đi rồi ghiền nha. Em đã nói rồi, cái này nghe lời lo một lần, dây kéo nằm đây nè. Nếu mà em mặc là em phải chồng đầu vô, nó sẽ rối đồ hết, nó không đủ thời gian. Thành ra là bây giờ Loan nói thật với mấy chị, tin em một lần cái đầm này. Mã này là mã thổ cẩm nha mấy chị yêu của em ơi, bên trong à. Cầm lên nó nặng tay ghê luôn á. Ủa con lớp à.
À hai lớp. Hai lớp nè. Mấy chị ơi, nó đẹp nè. Không tin em hả? Em mặc nha. Kệ đi cho róc tóc rối luôn. Không tin em. Hãy tin em một lần, tại vì cái này ngoài nó đẹp lắm. Mấy chị nhìn mấy chị không biết đâu. Mấy chị nhìn không biết. 55kg thôi nhưng mà chuẩn nha. Tại em chồng vô 2-3 thứ á, nên nó không bằng mấy chị bận đâu. Cái này 55 quay về thì 50kg cũng được nha. Vậy hả? Đúng chưa? Đó. 55 được, chắc luôn. Chị thấy không? Ở trong một lớp nữa, ngoài một lớp thì sao mà đẹp. Ồ, xẻ nè. Nhức nhói ha. Che cái bụng nè mấy chế. Chị hoa sen có thể vừa. Mấy chị nghe lời Loan đi, tao nói rồi cái này đẹp. Hổ cẩm. Bây giờ một mở cái đầm trong ra luôn đi. À, thằng đặng mặc cái khác vô. Bây giờ rồi gái. Vậy hả? Mười mấy hả? Nghỉ nha. Cái nữa nghỉ nha mấy chị ơi. Lộn cái lộn. Đừng lộn hết nè. À, hồi nãy ai kêu nhỏ nhỏ, bây giờ á hả? Bây giờ lên cái hay cái nhỏ nó em nghỉ nha mấy chị, mai em còn like nữa. Tại vì cái này là ủa nó nghe nè mấy chị, chứ đâu lẹ nha, đúng một cái luôn, cổ điển nè mấy chị ơi. Phải mùng một có một cái em hốt mấy chị nhìn nè, nó là phong cách cổ điển nha. À, ví dụ như cái cọng dây này khi mấy chị mặc lên mấy chị có thể cột thành cái nơ, hoặc là mấy chị làm cà vạt cho em. Đó, mấy chị cái phong cách cổ điển này như vậy nè. Ủa, nước ngoài nó mặc á mấy chị nhìn nè, ai biết cái cà vạt thì làm cà vạt cho nó. Đó, vậy nè. À, cái đầm này Loan chốt cho 50kg cho đến 58kg mua nha. Cái đầm này Loan để cho khách mình là 3,5 đi, em không nhớ bao nhiêu, nhưng mà nói chung với một cái hiệu 500 hồi nãy đó mấy chị nha. Rồi 3,5 nha, cái này là một cái duy nhất 3,5. Lấy đầm Loan mà. Ai? Minh Châu vậy. Rồi 3,5 thôi. À, khoan khoan, hồi nãy á, hồi nãy ai kêu cái đầm body vậy? Lên cả mẫu hay mẫu nữa đi. Đây nè, à mấy chị, số 0 là em đang mặc. Số 0 em 52kg thì thôi em chốt 50kg đi nha. À, số 0, số 1 vậy thôi á. Số 0, số 1 mấy chị ơi. 500.000 đó. Không bớt được nha. Số 0, số 1. Số 0 và số 1 không có hàng để lấy luôn. Số 3. Tức là số 0 là 50kg, số 1 là 55. Số 3 60kg. Rồi mấy chị. Ủa? Trời ơi, chết rồi. Sơ ý à. Khác à. Hai mình ngồi cột lại. Bây giờ Loan đang cầm số 3 là sát nắp nha. Rồi bây giờ cái 4,5 bữa nay đi. Rồi 4,5 nha. 4,5 nha mấy chị em ơi. Em nghỉ nha mấy chị. 450 nha. Rồi cái này là hơi, cái này số 3 này Loan nghĩ chắc 55kg mà. Số 3 55, 56kg thôi. Đó, rồi 4,5 nha mấy chị ơi. Là cái này là giống cái này hả ta? Nè. Rồi, cái Loan đang mặc là em để cho 4,5 là 50kg và 55kg là đây. Chị nào lấy đầm hồng 50kg, đầm hồng 55kg em chốt liền. Rồi hôm nay là hàng tép mà em chốt 4,5 luôn nha. À, Loan áo đầm đen hoa vẫn văn à, phía sau bao nhiêu vậy? Đầm hoa hoa văn đen phía sau. Đây là giữa. Này hả? Mẫu á. À con này hả chị, 600-650 á. Lấy đi. Đó, bây giờ em cái chị Châu ơi, cái này là siêu siêu nhẹ nha, cái hiệu nãy luôn nè.
cho nên là chị nhận được là chị sẽ ghiền nha. À, mấy chị ơi em nghỉ nha, cũng khuya rồi tại vì em không có like tối, em nghỉ ngơi mai em like nữa, 10 giờ là em đã xuất hiện rồi đó. Nên là ngày mai mấy chị có ủng hộ Loan thì vô ủng hộ Loan nha. Ngày mai thêm một ngày nữa em vừa tặng quà, em vừa bán rẻ cho mấy chị là hàng mới về hết luôn nha. Tại vì mấy ngày đầu thì thôi like trang fanpage không ai biết á, thì mấy chị em nhờ mấy chị chia sẻ Loan sẽ có tặng quà cho mấy chị đó. Còn cái đầm này á, là 50kg vừa nha, đầm này 50-52kg thôi, là đầm này là chốt Loan mã beo. Beo này là hàng xịn nữa nè, beo 500 mà sale 3 nhiêu ta 400 á. Rồi bye bye chị Phan. Chị Đồng Trang Dương Ngô có trả lời không? Dạ để cho Long biết. Cái ba mấy chị Đồng Trang Dương Ngô có gì thì báo cho em nha, chị lấy gì chị báo em nha. Bye bye mấy chị nha, khuya rồi.